Xin chào quý thính giả đang nghe chuyện hay 198. Hôm nay chúng tôi giới thiệu tới quý thính giả bộ truyện Ta Có Một Thân Bị Động Kỹ, tác giả Ngao Dạ Cận Bình Quả, kính mong quý thính giả bớt chút thời gian để like, chia sẻ, comment và nhớ subscribe để theo dõi thêm nhiều chuyện của kênh nữa nhé. Xin các huynh đệ tỷ muội một đăng ký nhé, nếu ai có lòng hảo tâm trà thuốc cho AD, thì có quy giờ trên màn hình nhé. Xin cảm ơn đã ủng hộ kênh. Chương 1416, Mạc Quỷ Thuật nghe Tuyết Trần Kiếm, gọi là thiên cơ người cao hơn pháp. Quỷ vực, hề xuất thủ thập phần đơn giản. Chỉ khó khăn lắm đem chắp tay trước ngực song trưởng xoay tròn, hợp xếp tại trước ngực. Như là luyện linh sư triển khai giới vực bình thường, quanh người hắn khí chàng liền phế tiến vào nơi đây trong thiên địa. Làm trong mắt U Thanh Kiếm nhỏ lộ ra ánh sáng nhạt về sau, hắn toàn bộ người gần như là hơi mờ u linh hóa. Phạm vi vài dặm, đi theo phù gọi ra điểm điểm tử linh. Đó là không có chút nào ý thức bồng bềnh linh, tàn phá thú hồn, cỏ cây khô bại sau tồn tại không cam lòng hoặc là oán niệm. Dưới bóng đêm, núi tuyết biến đến vô cùng âm trầm. Dương gian như là thông hướng âm cảnh, người thường đến đây, sợ sẽ bị dọa chết tươi. Lít nha lít nhít linh, khế tiến vào quỷ kiếm, thành hề điều khiển như cánh tay bên ngoài kéo dài tới. Là lỗ tai, cũng là con mắt. Quay lại, hề khẽ quát một tiếng. Quỷ vực bên trong, linh huyễn hóa hội tụ, hóa thành một vài bức hình tượng. Rất nhanh, trong tấm hình quay lại ra nơi đây tử linh chứng kiến qua, từ ban ngày đi hướng đêm tối từng màn quang cảnh. Hề lẳng lặng nhìn xem. Đạo khung thương yên lặng chờ đợi. Trong tấm hình cả một ngày không thấy có bóng người, chỉ có cô tịch tuyết một mực tại bên dưới. Trong đó duy nhất sinh động nhất thời khắc, là có một đầu họ mèo dã thú kiếm ăn tìm đến nơi đây, không giải quyết được gì sau rời đi. Không người đến qua, hề xem hết hết thảy, trong lòng trầm xuống. Hắn đối quỷ kiếm thuật tự tin vô cùng, hiện tại sinh ra ý niệm đầu tiên, là đạo điện chủ, chẳng lẽ lại đánh giá ra sai. Đây là quỷ kiếm thuật 18 kiếm lưu một trong, ngự hồn quỷ thuật. Đạo khung thương chú ý điểm tựa hồ không tại quay lại kết quả bên trên. Đúng. Hề há to miệng, kéo về chính đề, bẩm đạo điện chủ, thuộc hạ cũng không có tìm được người. Quỷ vực, là một loại cùng loại với luyện linh sư giới vực, duy nhất thuộc về quỷ kiếm tu lĩnh vực hình kiếm kỹ. Đạo khung thương hỏi lại, hề vô ý thức ách, một tiếng, nhớ tới cái này có điểm giống ngỗng lớn, vội vàng trả lời, đúng. Còn người bán thánh lúc, cái này liền cùng loại với luyện linh sư thánh vực. Đúng. Rất khéo léo cấu tứ, cùng thanh hà kiếm giới có điểm giống, nhưng thiếu một chút tiến công tính, thuộc về điều tra hình kiếm kỹ. Là, cũng không phải. Hề nghiêm túc lắc đầu, còn không giải thích, liền ngậm miệng lại. Bởi vì đạo điện chủ thành cái vấn đề bảo bảo, không cho hắn nói chuyện cơ hội, cho dù có tiến công tính, vậy sao bất quá thanh hà kiếm giới a? Dù sao mà kiếm thuật danh xưng tiến công tính mạnh nhất. Nhìn với ai so? Hề tại cổ kiếm thuật phương diện là không cho phép mình không có tự tin. Cùng cầu vô nguyệt sao đâu? Hề trực tiếp trầm mặc, thật lâu mới thầm nói, vô nguyệt kiếm thánh, kiếm tiên. Kiếm tiên. Hề khẽ giật mình, vô nguyệt tiền bối, còn không phong thánh. Đoạn thời gian trước, kiếm tiên cầu vô nguyệt phong thánh tin tức bay đầy trời, thánh sơn trên dưới, truyền đến khắp nơi đều là. Tuy nói là vì dị bộ thủ tọa, nhưng hề cũng không có đạt được tin tức xác thật. Nhưng nghe hơn nhiều, miệng nhiều người sói chảy vàng. Hắn vậy coi là thành. Nhưng cùng ngoại nhân khác biệt là, hề còn biết, theo bạch y chấp đạo chúa tể chức vị thay đổi, đời trước tin tức, bị hoàn toàn phong tỏa. Ngoại nhân nói đều không chính xác. Đạo điện chủ, cũng đối biết được trực tiếp tình báo, bởi vì liền là hắn phong tỏa tin tức. Đạo khung thương phản hỏi, ngươi lý giải thánh, lại là cái gì đây, là một loại cảnh giới, vẫn là một cái chiến lược cân nhắc đơn vị. Hề cảm thấy hai loại đều là, tình thế khó xử. Đạo khung thương nói. Nếu như là một loại cảnh giới, cái kia thần diệt cũng chỉ là thái hư, bởi vì hắn luyện linh cảnh giới cao nhất chỉ nắm giữ hư tượng. Cái kia theo lẽ thường luận, tùy tiện đi cái bán thánh, thần diệt liền phải bị đánh đến nằm xuống, là thế này phải không? Hề nghe xong, trong lòng có đáp án. Thánh, không là một loại cảnh giới, là một cái chiến lược cân nhắc đơn vị. Đạo khung thương lại nói, nếu như thánh, là chiến lược cân nhắc đơn vị, cái kia bán thánh vị cách ý nghĩa làm sao tại? Tất cả đến thái hư đỉnh phong cảnh giới luyện linh sư chỉ cần lại hướng lên tu luyện, bất luận có hay không bán thánh vị cách, bọn hắn cũng có thể vượt cấp mà chiến. Bán thánh vị cách, chẳng phải thùng rỗng kêu to. Hề ngây ngẩn cả người. Hắn cảm giác mình giống viên cò đầu tường, lại đảo hướng một bên khác. Cầu đạo điện chủ giải thích nghi hoặc. Hắn ôm quyền trịnh trọng nói ra. Đạo khung thương miệng ngậm thiên cơ, thần bí khó lường nói, thế gian không theo lẽ thường, tùy từng người mà khác nhau, khác người thường người, lẽ thường khó tả. Hề như có điều suy nghĩ. Hắn suy nghĩ rất nhanh phát tán ra ngoài, liên tưởng đến cái gì, kinh ngạc nói, cái kia vô nguyệt kiếm tiên chính là loại thần diệt người, chưa từng phong thánh, nhưng đã có đột phá, đạt đến bán thánh chiến lực. Loại, đạo khung thương nghe tiếng bật cười,
người trẻ tuổi, ngươi dùng từ cực kỳ có ý tứ. Hề lần nữa ách một tiếng. Đạo Khung Thương liền nghiêm túc nói, thập tôn tọa, thất kiếm tiên. Ở đời trước thiên kiêu bên trong, Cẩu Vô Nguyệt là một cái duy nhất lấy bản thân lực, tại song bảng đều đoạt một chỗ người. Ta không bằng hắn, Thần Diệt không bằng hắn, Bát Tôn Am cũng không như hắn, hắn làm sao cần loại người. Hề nghe tiếng, vì đó chấn động. Tinh tế tưởng tượng, giống như thật sự là. Nhưng hắn chấn kinh điểm không ở chỗ đây, mà là không nghĩ tới đạo điện chủ đối Vô Nguyệt kiếm tiên đánh giá, như vậy độ cao. Nếu như thế, vì sao Thánh Thần Điện Đường còn như vậy đối với hắn? Hề không dám nghĩ tiếp, mang theo xin lỗi nói, là vãn bối dùng từ không thích đáng, quá liều lĩnh, lỗ mãng. Hắn chuyện lại chuyển một cái, cực kỳ hiểu được như thế nào điều tra tình báo, bất quá như đạo điện chủ, đệ bát kiếm tiên, thần diệt người, đều là được có mới nói. Vô Nguyệt kiếm tiên đạo, như vẻn vẹn chỉ là mặc kiếm thuật, không cách nào sửa cũ thành mới, thuộc hạ cho rằng, hắn không chiếm được đạo điện chủ đánh giá như thế. Đạo Khung Thương cười, ngươi tiểu thông minh, dùng tại quỷ kiếm thuật bên trên, người lão sư hội cực kỳ vui mừng. Hề co rụt lại đầu. Hắn lời nói xác thực đại bất kính. Đối đời trước Bạch Y Chấp Đạo Chúa Tể vô lễ. Cũng đối cổ kiếm thuật tiền bối cực kỳ không tôn trọng. Nhưng ở tối nay, giống như đạo điện chủ nguyện ý nghe đến mình nói như vậy, hỏi như vậy. Đạo Khung Thương ngược lại gật đầu, bất quá ngươi nói xác thực không sai, Cẩu Vô Nguyệt đang tìm một đầu mới đường. Nếu không, hắn không cần gia nhập Thánh Thần Điện Đường, có lẽ sớm liền có thể phong thánh. Nếu không có như thế, Bát Cung bên trong lúc cũng không đến mức liền Bát Tôn Am khuyên hắn quay đầu, hắn đều không trở về, còn mang theo Vô Tụ về núi tìm phạt. Tại Quang Minh đến trước đó, Lăng Vân gỗ cùng cỏ non, một dạng chôn sâu lòng đất, nói đến đây, giống là nghĩ đến cái gì, Đạo Khung Thương thanh âm thấp rất nhiều, như là tại tự nói, thật quay đầu, mấy chục năm cố gắng, chẳng phải uổng phí. Hề ánh mắt nhiều ánh sáng, cho nên, Vô Nguyệt tiền bối cuối cùng thành công. Đạo Khung Thương ngước mắt, nhìn qua dưới ánh trăng đối mới đạo tâm trí hướng về người trẻ tuổi, khóe môi nhếch lên, dường như thành. A, Hề trợn tròn mắt. Khác a, khác làm người khác khó chịu vì thèm. Đạo Khung Thương lại là không nói, nhìn qua ánh trăng, phảng phất nhớ lại một màn kia. Lúc ấy, hắn cầm bán thánh vị cách kịp thời xuất hiện tại biển chết, một lần nữa cho một lần cơ hội. Đã có phong thánh kiếm minh, nhưng bị biển chết, hoặc là bị chính hắn đè xuống đột phá Cẩu Vô Nguyệt. Tiếp nhận đề nghị, hắn lựa chọn thoát ly biển chết, tiếp tục đảm nhiệm Thánh Sơn kiếm, chỉ bất quá từ bên ngoài, chuyển đến vụng trộm. Có thể sử dụng hắn, vậy chỉ còn lại có một cái Đạo Khung Thương. Cái này tự nhiên khiến Đạo Khung Thương vô cùng cao hứng. Nhưng ra ngoài ý định là, Cẩu Vô Nguyệt cự tuyệt bán thánh vị cách, cự tuyệt cái này trong mắt người ngoài. Hắn gia nhập Thánh Thần Điện Đường cẩn trọng mấy chục năm duy nhất mắt. Lòng cao hơn trời. Đạo Khung Thương tùy tiện nhìn ra được Cẩu Vô Nguyệt ý nghĩ. Nhưng từ khi đó qua đi, phải chăng mệnh so giấy mỏng. Tay cụt Cẩu Vô Nguyệt, mệnh, tựa hồ cũng bị hắn chặt đứt. Đạo Khung Thương lại cũng không tính ra hắn tương lai, bấm ngón tay thần toán đều không được. Trò chuyện về quỷ kiếm thuật a. Đạo Khung Thương không muốn nói thêm hắn chuyên môn bảo kiếm, nhìn về phía Hề ánh mắt bên trong nhiều rất rõ ràng vậy cực kỳ giá rẻ tán thưởng. Người ngự hồn quỷ thuật, cảnh giới nhập hóa, tự nhiên mà thành, dùng đến lô hỏa thuần thanh, huyền diệu phi phàm. Giống như vậy quỷ vực, như thế kiếm thánh thúc dục, nghĩ đến có thể địch cổ võ lục đạo chi ngạ quỷ đạo. Hề ngẫu nhiên đạt được lớn như vậy tán dương, có chút được sùng ái mà lo sợ, lại khổ vì không thể nào tương đối chỉ có thể nói, thuộc hạ không biết. Cái kia thánh đế đâu? Cảnh giới tối cao, ngươi nên có chút cân nhắc đi. Thánh đế, Hề trong mắt nhiều ước mơ, đến loại kia cấp độ liền không chỉ là ngự hồn quỷ thuật. Ân, có lý. Đạo Khung Thương phụ họa gật đầu, phong đô chi chủ, ngươi nhưng tu thành. Khó, phong đô chi chủ so với cổ võ lục đạo, ngươi cảm thấy ai mạnh ai yếu. Đạo Khung Thương giờ phút này có chút quan tâm cấp dưới cổ kiếm tu cảnh giới. Hề nở nụ cười, trả lời dứt khoát, tùy từng người mà khác nhau. Ngươi như thế nào? Ta không được. Hề trong đầu lóe ra cái kia đầu chọc đại hán, lúc đó hắn, không có chút nào ngăn cản lực. Cái kia hoa trường đăng như thế nào? Đạo Khung Thương ánh mắt như điện, ngang nhiên xuyên phá giấy cửa sổ. Lão, không thể so sánh nổi. Hề mím môi lắc đầu, rõ ràng đã sáng tỏ đạo điện chủ ý tưởng chân thật, lại cũng không có giấu giếm. Lại nói thiên cùng địa chênh lệch. A, như thế nào thiên, như thế nào địa? Hề cấp ra nhất khẳng định đáp án, trịnh trọng nói ra, phong đô chi chủ, âm giới chủ trì, là vì khống chế. Cổ võ lục đạo, hướng thiên mượn, hướng nhân gian mượn, hướng địa ngục mượn, hướng tu la, quỷ đói, súc sinh mượn, tạp mà không tinh, không cách nào siêu thoát. Hắn nói ý đến tận đây, không có hướng xuống, bởi vì không cần nói nữa. Đạo Khung Thương hơi hơi gật đầu, hơi chút trầm ngâm. Ngược lại là không có bừa xuống kết luận, chỉ là nói, lục đạo,
không phải cổ võ điểm cuối cùng, ngươi thấy, không kịp thần diệt một phần vạn. Tuyết dạ dưới, vạn quỷ xâm u, hề mắt sáng như đuốc, hào không khiếp sợ, quỷ kiếm thuật, bao quát vạn vật. Ta còn không tư cách đánh giá, nhưng đạo điện chủ thật muốn tra hỏi, ta chỉ có thể nói, ta lão sư, đồng dạng chỉ triển lộ một góc của băng sơn. Đạo khung thương hài lòng cười. Nhà rất nhiều, ta cực kỳ vui mừng. Cuối cùng thu nói, hắn không có thu ở chân trời, mà là thu ở trước mắt. Bản điện cực kỳ mong đợi nhìn thấy ngươi đánh giá quỷ kiếm thuật, đánh giá thiên địa các đạo, vạn pháp vạn tướng cái kia một ngày. Đến lúc đó, ngươi ta bình đẳng mà bàn luận, bởi vì đạo không phân lớn nhỏ. Hề, hơi lắc thần. Trước một khắc đạo điện chủ âm dương quái khí, hùng hổ dọa người. Giờ khắc này đạo điện chủ động viên hậu bối, mong đợi như thế. Hề là thật xem không hiểu, đến cùng cái nào mới là, chân thực đạo điện chủ là bao quát tứ hải có thể chứa vạn vật, vẫn là bụng dạ hẹp hòi tính toán chi ly. Thuộc hạ không dám. Hề cung kính cúi đầu xuống. Có gì không dám? Gan lớn một điểm, nơi này bốn bề vắng lặng. Đạo khung thương cười. Ách, cổ kiếm tu mắt không thần Phật, ngươi nếu không muốn chảm hoa trường đăng, ngươi vĩnh siêu việt hơn xa không được hắn. Đạo khung thương ánh mắt sáng rực như diễm, nói đi, ngươi kỳ thật rất muốn. Hề lực lượng vừa lớn, lồng ngực ưỡn một cái, lớn tiếng nói, là, ta quả thật rất muốn chém hắn, ta nhịn hắn rất nhiều năm. Chảm ai? Nói ra, ngươi thậm chí không dám gọi thẳng hắn tục danh. Hoa, trường, đăng, tốt, thật can đảm. Thật sự là rất nhiều lớn gan chó. Đạo khung thương cười to ba tiếng, vỗ tay ba lần, sau đó thu liễm hết thảy biểu lộ, đem trong lòng bàn tay lưu âm châu tại trước mặt người tuổi trẻ nhoáng một cái, trịnh trọng cất kỹ, ngày mai, bản điện liền thay ngươi chuyển cáo hoa trường đăng. Két, hề như băng điêu, cứng ngắc tại chỗ. Ngươi nói bản điện sai. Đường khung. Điện chủ, ngươi tất sai không thể nghi ngờ. Cái kia nam vực tà tu, hôm nay chưa hề tại nơi đây xuất hiện qua. Ngươi xác định. Ha ha ha, thuộc hạ đã tra 13 lượt, tra không người này, muôn phần xác định. À, nếu như ngươi sai nữa nha. Sai. Ha ha ha, như thế nào đúng, như thế nào sai. Thuộc hạ dám lấy đầu người làm bảo đảm. Đạo điện chủ, ngươi tính có di sách, hôm nay kỹ cùng nơi này. Như ta thua, cái này đầu lâu đưa ngươi, thì thế nào? Yên tâm, dù là ngươi nói năng lỗ mãng, bản điện cũng không nhẫn tâm chảm ngươi, ngươi tự có ngươi lão sư đến thu. Ha ha ha, ha ha ha, ô ô, ha 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 ha. Hề cười bên trong mang nước mắt, tại tuyết dạ dưới làm càn cười to. Giờ phút này hắn, nào có lúc đó tại quế gãy thánh sơn, tại thánh hoàn điện nửa trước điểm khiêm tốn bộ dáng, soi như bị người đoạt xá. Hề, đã không phải là cái kia hề. Từ nay về sau, hắn không tin thiên hạ bất luận kẻ nào. Sớm nhiều như vậy tốt. Chứa cái gì chứa đâu, đối với cái này, đạo khung thương hết sức hài lòng, cũng biểu thị lưu âm châu không có khả năng vì vậy mà bóp nát, hoặc là giao cho hề. Hắn cùng cổ kiếm tu đánh nhiều năm như vậy quan hệ, sao có thể không biết được cái này đám người nhìn xem dạng chó hình người, sau lưng, một cái so một cái muốn tao. Đem cái này chút buồn bực gây tức giận cưỡng ép phóng xuất ra, điên cuồng người, điên cuồng nó thái, chính là đạo khung thương nho nhỏ niềm vui thú chỗ. Quỷ vực quay lại, lại nhìn một lượt. Đạo khung thương chỉ là đơn giản phân phó một tiếng. Lại nhìn ba lần, ngươi đều nhìn không ra cái như thế về sau, thật cho là ta ngồi không ăn bám, là cái bao cỏ. Hề cười lạnh một tiếng, nhìn gần mà đi, ta đề nghị là, không bằng không nhìn. Đạo khung thương mừng rỡ, còn kém đập đùi. Trước kia hề, nào dám dùng dạng này ánh mắt nhìn mình. Tốt một cái cổ kiếm tu. Làm thật thú vị. Ngươi bây giờ, có một chút dị bộ thủ tọa bộ dáng. Không, ngươi so dị cuồng, so ngươi lão sư còn cuồng. Cuồng. Ta chỉ là luận sự, đừng tưởng rằng ngươi là đạo điện chủ, liền có thể lấy không nhìn cấp dưới cố gắng, tùy ý trêu đùa người khác. Yên tâm, nói không giết ngươi, liền không giết ngươi, quay lại a. Ha ha. Hề dù sao chỉ là cấp dưới, chỉ có thể lần nữa vận dụng quỷ vực quay lại lực, tiếp lấy ôm ngực lạnh nhìn chăm chú về phía đạo khung thương. Hắn liền muốn nhìn một chút, vị này quỷ thần khó lường đạo điện chủ, rốt cuộc cùng mình có như thế nào khác biệt, có thể từ bộ này không có chút nào điểm đáng ngờ trong tấm hình. Tìm ra điểm sơ hở gì đến. Trong tấm hình, tuyết, mênh mông dưới mặt đất. Sung mãn rừng núi bên trên cây thường thanh cành, lại đem cây lá cuốn thành một đoàn, đánh rớt xuống đất. Gió, sàn sạt đang văng lên. Làm cái kia một đầu giống như hổ, giống như báo dã thú đi vào hình tượng lúc, ngừng. Đạo khung thương đưa tay hô ngừng. Hề khẽ giật mình, kịp thời dừng lại quay lại hình tượng, ánh mắt đi theo rơi xuống dã thú bên trên. Hắn quan sát mấy lượt cái này con dã thú, nhưng không có bất kỳ cái gì phát hiện. Chẳng lẽ lại vẫn là không để ý đến cái gì? Nhìn thấy không? Đạo khung thương chỉ vào trong tấm hình phương xa. Cái gì? Cây lá. Cây, lá.
hề sững sờ, nhìn về phía trong tấm hình ban ngày cảnh tượng. Trong núi rừng, lít nhá lít nhít đều là cây lá, đạo điện chủ chỉ là cái nào một lá. Chờ chút, hề đột nhiên tê cả da đầu. Nên sẽ không, mình nhìn 13 lượt hình tượng, đạo điện chủ vậy nhìn 13 lượt, nhưng hắn mỗi một lượt, kỹ càng đến liền mỗi một phiến cây lá đều không thả qua. Nơi này, đạo khung thương lấy ánh sao tụ lực, chỉ tại hình tượng cảnh sắc bên trên, không chút nào đáng chú ý nào đó một mảnh lá cây bên trên. Hề ánh mắt đi theo đi qua. Tuyết ôm nhánh đoàn, đánh rớt cành, đánh tan lá rụng. Cái này lá, đã không có không cánh mà bay, cũng không có gia tốc lưu chuyển, càng không có bất kỳ cái gì linh nguyên chấn động, nó liền là tự nhiên hạ xuống, sao là dị thường mà nói. Xùy. Hề xùy cười một tiếng, không khỏi lại cảm thấy không lành. Đạo khung thương tiếp tục nói, như bình thường tuyết đánh cành, cây lá bay xuống, chỗ đứt là như thế này. Hắn lấy thiên cơ thuật bắt trước cây lá bị đánh phá sau chi tiết chỗ đứt phóng đại, về sau, rất là thô ráp. Mảnh này lá cây rơi xuống về sau, kết quả lại là dạng này. Đạo khung thương lại phóng đại quỷ vực quay lại bên trong chỗ đứt hình tượng vẫn, như cũ thô ráp. Phốc. Hề nhất thời bật cười, khóe môi nhiều trào sắc, đạo điện chủ, có khác nhau sao? Không có khác nhau. Đạo khung thương lắc đầu. Ha ha ha, hề cảm giác mình muốn điên rồi, đạo khung thương đang nói cái gì? Hắn là đùa nghịch mình, đùa nghịch nghiện sao? Nhưng ngươi nhìn nơi này đâu? Đạo khung thương bỗng nhiên tiến lên, đi tới quỷ vực quay lại trong tấm hình, đối ứng hiện thực địa điểm lá rụng chỗ đứt. Cái này thập phần khó tìm. Muốn tại cơ hồ là như đúc một dạng trong lá cây, tìm tới cái kia một mảnh tự nhiên rơi xuống, cây lá dị thường, còn muốn đối ứng bên trên hiện thực vị trí. Hề tự nhận là không có tinh lực như vậy này. Hắn theo phía trước, đưa mắt nhìn lại, tiếp lấy trong lòng trầm xuống. Đạo điện chủ hái đến để hắn nhìn kỹ cái kia cây lá cùng nhánh cây chỗ đứt, tình huống hiện thật là vô cùng bóng loáng. Tựa như là bị một kiếm cắt xuống bình thường, nó không có quỷ vực quay lại bên trong nửa điểm thô ráp bộ dáng. Nói cách khác, quỷ kiếm thuật, lừa gạt mình. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Hề rung động. Hắn rung động tại quỷ kiếm thuật bị che đậy. Hắn rung động tại nam vực tà tu thật tại nơi đây đến qua. Hắn càng rung động tại đạo điện chủ có thể tại cái này, hàng ngàn hàng vạn cùng hình trong lá cây, tìm được chưa dị thường quay lại trong tấm hình dị thường, cũng cùng hiện thực đối ứng bắt đầu, tìm tới chân chính dị thường. Ngươi là làm sao làm được? Hề sợ ngây người. Hắn giờ phút này tâm phục khẩu phục. Cái này, liền là quỷ thần khó lường đạo khung thương. Đạo khung thương không có trả lời, đầu ngón tay ánh sao lại điểm hướng về ngược dòng trong tấm hình cái khác lá cây, trọn vẹn 37 phiến. Lại từng cái đối ứng thế giới hiện thực 37 chỗ điểm vị, ra hiệu đi xem. Hề không tin tà, như bị điên đi thăm dò nhìn. Đều không ngoại lệ, cái kia 37 chỗ lá cây, tại quay lại trong tấm hình chỗ đứt là bình thường, là thô ráp, trong hiện thực là dị thường, là bóng loáng. Không có cái gì cái gọi là quỷ thần khó lường. Đạo khung thương tựa hồ biết giờ phút này hề đang suy nghĩ cái gì, bình tĩnh nói ra, bản điện làm ra, bất quá là làm theo y chang, sau đó dùng các ngươi dù là vô kế khả thi cũng không muốn đi dùng. Nhưng có thể là duy nhất hữu dụng, nhưng cũng là nhất tốn công mà không có kết quả biện pháp. Ngươi, biến hề không thể tin, ngài, thật từng cái đi phân biệt. Đạo khung thương chuyển mắt xem đến, vê lên đầu ngón tay, 13 lần hình tượng quay lại, 13 lần thắng cơ hội, trọn vẹn 38 chỗ quân địch lưu cho ngươi sơ hở. Ngươi, toàn bộ không để mắt đến. Dừng lại, đạo khung thương bình tâm tĩnh khi nói, bản điện muốn nói là, hôm nay đầu người có thể tạm gửi ngươi trên cổ, ngày mai mạng ngươi còn muốn hay không? Quyết định bởi ngươi có còn muốn hay không tranh thủ. Cơ hội, chớp mắt là qua. Chương 1417, giống họa sĩ điện chủ thụ học, chu cái đuôi sớm chiều không bảo đảm. Thuộc hạ, thụ giáo. Hề ôm quyền thở dài, vui lòng phục tùng. Hắn thật học được, duy nhất còn có điều không hiểu là, đạo điện chủ, ngài lúc trước, đã tại nơi đây quay lại qua hình tượng. Không. Đạo khung thương lắc đầu, bản điện cùng ngươi một dạng, vừa vào nơi đây. Cái kia thật sự là cùng ta cùng nhau nhìn hình tượng. Ta cái gì đều không phát hiện, hắn lại phát hiện nhiều như vậy. Hề cảm thấy thổn thức, lưu âm châu sự tình đều cho hắn tạm thời buông xuống, chỉ muốn học tập đạo điện chủ tư duy. Thuộc hạ còn có một chuyện không hiểu. Nói, đã đạo điện chủ ngài sớm không biết tình huống thật, lại như thế nào chắc chắn nơi đây có vấn đề. Đạo khung thương nhìn xem người trẻ tuổi trong mắt sáng rực có ánh sáng, hắn vốn đã không muốn nhiều lời, lại nghĩ đến lúc tuổi còn trẻ mình nghiên cứu thiên cơ thuật cuồng nhiệt. Lớn mật phỏng đoán, cẩn thận chứng thực. Hắn giống như là tại đáp lại mình, xin lắng tai nghe. Hề cuối cùng rõ ràng vì sao Thánh Sơn cao tầng, có nhiều người như vậy không thích động não. Thật rất thơm. Đạo khung thương trầm ngâm dưới, từ trong giới chỉ móc ra cái kia ba ngón dày cái lồng, là cái nữ tính dùng màu tím áo ngực. Đây là hắn lưu lại ba kiện vật phẩm một trong. Đúng. Hề rốt cục nhìn thấy cái đồ chơi này chân chính bộ dáng,
Quả nhiên, đạo điện chủ tư tàng một kiện. Đạo khung thương ở dưới bóng đêm nhẹ nhàng chậm chạp dạo bước, chậm chậm nói ra, bản điện cho ngươi hai kiện, ngươi cho ra cái gì kết luận? Nam vực tà thuật, có tà thần lực khí tức, suy đoán ra tay người, là nam vực tà tu. Chỉ những thứ này, dám ở đạo điện chủ thủ hạ đoạt người, người này gan to bằng trời, nhưng xuất thủ có phần có điều cố kỵ, cẩn thận chặt chẽ, phỏng đoán chưa từng đạt đến thánh cấp, cao nhất thái hư cảnh giới. Còn có đây này, ách, còn có, thái hư xuất thủ, bị giới hạn thi thuật độ chính xác cùng phạm vi, trăm dặm khoảng cách, ước chừng đã là hắn cực hạn, phỏng đoán người này giấu ở cửa thành nam quanh mình trong phạm vi trăm dặm, tinh khiết mã hậu pháo. Ách, là, đây đúng là sau đó tổng kết đạt được, hề có chút xấu hổ, chi tiết nói, bẩm đạo điện chủ, thuộc hạ không tiếp tục nhiều phỏng đoán. Đạo khung thương ai một tiếng, hơi có vẻ thất vọng nói, ngươi đạt được, chỉ là ở vào ngươi bây giờ vị trí này, nắm giữ như vậy tài nguyên người, có thể được đến tất cả bình thường kết luận, lại cũng không vượt qua. Nói một cách khác, ngươi, cũng không có đủ không có thể thay thế tính. Hề cảm giác tim bị người đâm một đao. Hắn đã hiểu, đây là đang nói đổi con chó tại dị bộ thủ tọa vị trí bên trên, đều có thể đạt được giống như hắn kết luận. Xin hỏi đạo điện chủ, thuộc hạ còn không để ý đến cái gì? Hề có chút không phục, cũng đã không dám biểu hiện ra ngoài, đạo khung thương thật khuất phục hắn. Không để ý đến bản chất. Đạo khung thương nhéo nhéo trên tay mềm mại cái lồng, đem đưa tới, ngươi thấy được cái gì? Ách, hề khó mà mở miệng. Đạo khung thương nghiêng qua hắn một chút, bật cười nói. Loại vật phẩm này, dùng tài liệu thượng thừa, chất liệu mềm mại, chế tác tinh tế, đặt ở Ngọc Kinh Thành bên trong, cũng là thượng lưu giàu xa xỉ vật. Coi như ngươi còn trẻ, đến không ra như vậy kết luận, nhìn nó tiêu chí, cũng nên biết là hào cung chỗ sinh, chuyên cung cấp phú hào vui đùa sử dụng. Dừng lại, đạo khung thương lại nói, màu tím áo ngực, tình thú tạo hình, nó bản thân hình dáng vậy đủ lớn, che bàn tay khó nắm chi, bản điện làm qua thống. Ân, dưới tình huống bình thường, vật này vì đại gia tộc, đại tông môn thế lực bên trong, 30-40 tuổi tác, như lang như hổ nữ tính chuyên môn. Nếu vì luyện linh sư, dục vọng khá mạnh, số tuổi còn có thể lại hướng lên đẩy đẩy. Đương nhiên, vậy không bài trừ có thiên phú dị bẩm người, tuổi còn trẻ, liền có như thế quy mô, vẫn còn nghĩ đến tiến thêm một bước, biểu hiện ra ngoài càng lớn. Hề nghe được cả khuôn mặt sung huyết, giống như là bóp một cái liền muốn bạo tương. Hắn chịu đựng thật lớn trùng kích, không rõ ràng đạo điện chủ làm sao có thể lấy như thế chính kinh, mà nói ra như thế một chút ô, ách, kinh nghiệm lời tuyên bố. Đạo điện chủ, chỗ, cho nên, đâu, cho nên người thẹn thùng, không có hướng phương diện này đi điều tra. Đạo khung thương biểu lộ chế nhạo, bản điện không phải không uốn nắn ngươi tà niệm lệch ra suy nghĩ, vậy không có để ngươi không hướng phương diện kia cha a. Hề thân thể đều cứng ngắc lại. Cho nên lúc đó đạo điện chủ chỉ cấp chiến trường Lưu Ảnh Châu, lại không điểm ra bản thân hiểu lầm hắn đam mê, còn có phương diện này ý tứ, còn muốn để cho mình tìm hiểu nguồn gốc cha được. Cái này, có thể điều tra ra cái gì a? Đạo khung thương lấy tự mình kinh nghiệm nói cho trước mặt người trẻ tuổi, có đôi khi không đứng đắn, cũng có thể được rất nhiều tin tức. Đại tông đại tộc thế lực, tất có hộ tông hộ tộc trận pháp. Người này trộm cắp vật này, sự tình có thể nhỏ có thể lớn, chí ít Ngọc Kinh Thành không nổ ra có gì các loại hái hoa đạo tặc lời đồn đại, nhưng vậy khía cạnh nói rõ một điểm. Hề sắc mặt nóng hổi, giật mình ngước mắt. Hộ tông hộ tộc đại trận, hộ phủ hộ môn đại trận, đối với người này mà nói, thùng rỗng kêu to. Hề bỗng nhiên cảm giác có một chậu nước lạnh từ đầu dội xuống, nóng lên mặt nhanh chóng lạnh đi. Hắn đánh thức. Hắn lại một lần nữa cảm nhận được đạo điện chủ tư duy kín đáo, cùng tỉnh ngộ đối cái này khó mà mở miệng sự tình chủ quan trốn tránh, trên bản chất là đối công tác tình báo không chịu trách nhiệm. Làm tình báo, nào có cái gì thức ăn mặn trong sạch, chính nghĩa dơ bẩn. Mời đạo điện chủ dạy ta. Hề nghiêm túc bái, được ích lợi không nhỏ. Đạo khung thương một mặt muốn duy trì cao lãnh điện chủ hình tượng, một mặt lại muốn vì người trẻ tuổi tại hiện tại chủ đề chính kinh nghiêm túc, cùng bản thân mình kỳ thật cũng không muốn chính kinh mà phát cười. Nghe thấy câu này về sau, hắn suýt nữa không kéo được, cuối cùng khóe miệng co giật hai lần về sau, không có lên tiếng trêu chọc. Mà là nhìn xem hiếu học người trẻ tuổi, đè xuống gợn sóng nói, hoặc là, hắn có đạt đến thánh cấp linh trận sư linh trận tạo nghệ, bằng không hắn không có khả năng tùy ý xâm lấn cái khác tông môn trận pháp, mà ngoại nhân không có chút nào phát giác. Hoặc là, người nói thấp kém nam vực tà thuật cũng không thành lập, người này tu luyện là đường đường chính chính thuật tổ truyền thừa. Duy như thế, hắn có thể lấy thánh bên dưới cảnh. Chơi hí các tộc đại trận, lại tại bản điện dưới mi mắt, lấy vật thay người, mà ta không thể nào phát giác. Cái này một câu cuối cùng, giống như hồng trung đại lữ, đánh vào hề lâu dài choáng váng trong tâm thần, khiến người tỉnh ngộ. Hắn sững sờ nhìn chằm chằm cái này ba ngón dày cái lồng. Liền cái này cái đồ vật. Cứ như vậy cái đồ chơi. Đạo điện chủ đạt được nhiều như vậy. Người liền là người,
lại cẩn thận nữa, phàm làm qua, tất lưu lại vết tích. Đạo Khung Thương nhìn trước mặt người trẻ tuổi, tận tình khuyên bảo nói, có lẽ ở đáy lòng hắn, hắn đã làm được không chê vào đâu được. Nhưng trên thực tế, không ai có thể làm đến như Thiên Cơ Khôi Lỗi, xử lý sạch bất cứ dấu vết gì. Hề đã không biết nói cái gì cho phải. Hắn đang suy nghĩ nếu như hắn là cái kia nam vực tà tu, biết được việc này về sau, cả một đời đều sẽ không lại đụng loại này cái lồng, mà thấy mầm biết cây đạo điện chủ. Hề bỗng nhiên nghiêm túc đánh giá đến trước người người đến. Đây rõ ràng liền là cái thịt người khô người. Nhưng tại giờ phút này hề ánh mắt bên trong, hắn càng giống cái tính toán không bỏ sót dụng cụ tinh vi, càng giống là một cái thiên cơ khôi lỗi. Đạo điện chủ, có khả năng hay không, hắn liền là thánh cấp linh trận sư, hề thử nghiệm đưa ra mặt trái suy đoán. Không. Đạo Khung Thương trả lời thập phần quả quyết, hắn nếu là, bàn trói chi trận khốn không được hắn, hắn không cần chờ lâu như vậy, hắn còn có thể nhiều cứu đi hai cái người. Cho nên, đáp án chỉ còn lại có một cái, người kia trên thân, có thuật tổ truyền thừa dấu hiệu. Hề gật gật đầu, cảm giác hết thảy đều cực kỳ hợp lý, liền nên như thế a. Nhưng mà, làm thấp mắt nhìn đến tay cái lồng lúc, hắn kém một chút liền ôm đầu lại điên mất. Cái rắm, quá không hợp lý. Đây là người bình thường có thể từ cái này cái lồng bên trên đạt được kết luận. Đạo điện chủ, hề hít sâu về sau, ổn xuống cảm xúc, cho nên, ngài lại là làm sao tìm tới nơi này, cái kia chút kết luận, giống như cùng nơi đây không quan hệ. Không, rất có liên quan bản điện nói, ngươi không để ý đến bản chất. Đạo Khung Thương nói xong, một thanh chét qua cái kia ba ngón giày màu tím áo ngực, nhéo nhéo về sau, lại giơ lên, như nếu là ngươi, hội nhàn rỗi không chuyện gì, đi trộm cắp loại vật phẩm này sao? Tuyệt đối sẽ không. Chết đều khó có khả năng. Hề thề. Tốt, tạm thời xem như hiện tại ngươi sẽ không. Đạo Khung Thương điểm xuống đầu, cái dạng gì người hội đâu? Cái gì gọi là hiện tại ta sẽ không? Về sau ta vậy sẽ không được không? Hề hít một hơi, nam vực người, làm như vậy rất bình thường. Đạo Khung Thương ánh mắt nhiều lạnh lẽo, đừng có khu vực kỳ thị. Như bản điện nói, đây là chướng nhãn pháp, chủ yếu là dùng để che giấu hắn chân thực tính cách đâu. Hề giật mình. Lập tức, hắn cảm giác đã mất đi mục tiêu. Người kia lại dùng cái này chút vật dơ bẩn, che giấu hắn chân thực tính cách. Ngươi nhìn, lần này ngươi mơ hồ a. Đạo Khung Thương cười, là không bài trừ có khả năng này, nhưng áo ngực trộm, nam tính quần lót đều trộm. Không cần hoài nghi, người bình thường nghĩ cũng nghĩ không ra muốn đi làm như vậy. Hề âm thầm mắt trợn trắng lên, cho nên dọa người mới là đạo điện chủ bản chất a. Đạo Khung Thương lại dao động lên trên tay màu tím áo ngực, không nhanh không chậm nói, chúng ta tới là một cái nhân thể chân dung. Đây là một cái có chút ác thú vị ra hỏa, hắn có ăn cắp khuyết điểm, cực kỳ tiếc mệnh, cũng rất lớn gan, dù sao dám từ bản điện dưới tay trộm người, nên là cái lâu dài tại mũi đao liếm máu người. Đạo Khung Thương dùng thiên cơ thuật tại hư không phác họa ra một chương mơ hồ mặt người, lấy tướng tùy tâm sinh mà nói, chậm chậm miêu tả. Mặt người là âm trầm, mắt một mí, cao xương gò má, mỏng bờ môi, con mắt cực kỳ nhỏ hẹp, cùng độc xà bình thường, nhìn xem cũng làm người ta không quá dễ chịu. Đạo Khung Thương dừng một chút, đem hắn răng xáo trộn, cao thấp không đều chút, một cái cảm giác khí chất bên trên càng dán vào. Ngươi cảm thấy, hắn cùng ổn trọng cái từ này móc nối a? Hắn đột nhiên hỏi. Tuyệt đối không thể. Hề lập tức trả lời, nhìn xem cái kia sinh động như thật chân dung, đã là sinh lòng muôn phần khâm phục. Không ổn trọng, nhưng tuyệt đối là cái rất biết chờ đợi cơ hội người, bởi vì hắn đợi một cái buổi chiều, liền vì một lần xuất thủ. Đạo Khung Thương làm xong tổng kết, người kia nửa người dưới vậy đi theo ra, là toàn thân áo đen, câu thân tiểu thâu trạng thái. Đồng thời, hắn như có sự sống, nhiều chút mờ ám khi thì giống như là chuột chạy qua đường nhìn chung quanh, vừa đi vừa về nhìn quanh. Hề rung động, đây rõ ràng liền là sống sờ sờ một cái người, lại cho vẽ ra tới. Không đủ. Đạo Khung Thương trầm ngâm bên dưới. Đầu ngón tay khẽ động, cái kia thiên cơ ảnh hình người trên tay cũng nhiều mờ ám, thỉnh thoảng xoa hai lần, như tại thư giãn chờ đợi lo nghĩ. Hắn hẳn không phải là tử sĩ, không có trải qua huấn luyện đặc thù. Hắn đã chờ trọn vẹn một cái buổi chiều, nhưng hắn không phải một cái ổn trọng người. Hắn có ăn cắp bệnh vật, bên tai truyền đến như vậy lẩm bẩm âm thanh. Hề con ngươi, đi theo một chút xíu, tại phóng đại. Bởi vì hắn trông thấy, cái kia thiên cơ ảnh hình người chờ lấy, bỗng nhiên đầu ngón tay xoa một cái, bóp ra một mảnh bông tuyết. Xê dịch, cái kia bông tuyết thành màu tím áo ngực. Có lẽ là chờ đợi quá lâu, càng thêm nhàm chán. Làm người này quay đầu dùng ánh mắt bức lui đột nhiên xuất hiện dã thú lúc, vô ý thức đầu ngón tay vật lại sai, liền thành một mảnh lá cây. Cây lá. Giờ khắc này, hề chỉ cảm thấy trong đầu, có cái gì đồ vật nổ rớt. Cái kia từng mảnh thỉnh thoảng thay đổi cây lá, hẳn là cái kia nam vực tà tu thói quen tiến hành. Mà phản hồi tại rừng núi bên trên, liền là đạo điện chủ trước đây vạch đến, vốn nên thô giáp.
kỳ thực bóng loáng đứt gãy. Như nếu là bởi vì thuật pháp nguyên nhân, cây lá toàn bộ bị lấy vật đổi vật đi, cái kia chỗ đứt, dĩ nhiên chính là bóng loáng đến soi như cắt chém, hề há to miệng, nhìn qua đạo điện chủ còn đang không ngừng hoàn thiện thiên cơ ảnh hình người chi tiết, chỉ cảm thấy thấy được vĩnh viễn không cách nào với tới đỉnh cao. Trước mắt hắn hiện lên lục đạo thần diệt quyền oanh thánh sơn hình tượng. Trong đầu của hắn cực nhanh qua đệ bát kiếm tiên đủ loại kinh diễm truyền thuyết, hắn bỗng nhiên liền hiểu, vì sao có ít người là thập tôn tọa, có ít người chỉ có thể làm dị bộ thủ tọa. Còn chưa đủ. Đạo khung thương ngón tay chống đỡ lấy trán, tiến vào suy nghĩ trạng thái, tự nhủ, như thế một cái sợ chết người, làm sao có thể cả khuôn mặt đều bạo lộ ở bên ngoài, hắn không sợ vạn nhất, cũng nên sợ hãi ta, vừa mới nói xong. Thiên cơ ánh sao lóe lên. Người kia giống cả khuôn mặt, liền đều cho màu đen bọc lớn mũ bao lấy. Mũ trùm phía dưới, nhiều chương màu đen không mặt mặt nạ, nó cứng rắn phong cách cùng người này âm lãnh khí chất nhìn xem có chút không hợp nhau. Đạo khung thương ống tay áo lại vẫy một cái. Mặt nạ thành miếng vải đen, thấu qua miếng vải đen, còn có thể mơ hồ nhìn thấy người này bộ mặt hình dáng nhe răng trợn mắt, thực tế tướng mạo vô cùng xấu xí. Rất tốt, không sai biệt lắm cứ như vậy. Bản điện nếu là hắn, vậy sẽ làm như vậy, trước nói xấu đi mình, dùng miếng vải đen che lấp, cho phép mông lung giả tượng, phán đoán chân thực. Hắn phủi tay, xoay đầu lại, một bộ đại công cáo thành biểu lộ, đương nhiên, thực tế hình dạng khả năng dạng này, cũng có thể là không phải. Hề, hắn đã không biết nên làm sao dùng ngôn ngữ để biểu đạt tự thân cảm xúc rung động. Bởi vì thiên cơ thuật tận lực che xuất lấp, ảnh hình người ngũ quan là mơ hồ. Nhưng cho người ta cảm giác liền là xấu xí, vẻ mặt gian dảo, cẩn thận tiếp mệnh nam vực tử đồ một cái. Kết hợp với đạo điện chủ đối với người này năng lực, tính cách miêu tả. Cùng hề tự thân với tư cách dị bộ thủ tọa đối năm vực thái hư tình báo giải. Cái này người, khá quen. Người biết. Đạo khung thương kinh ngạc. Hề lắc đầu, lại gật đầu một cái. Hắn không có trả lời, chỉ là từ trong giới chỉ nhanh chóng tìm kiếm, sau đó mò ra ba tấm lệnh treo giải thưởng. Hề bày ra thứ nhất chương lệnh treo giải thưởng, một lão quỷ, tử đồ, nam vực thái hư, cổ lão kim môn người thừa kế, nắm giữ kim môn trộm thuật thâu thiên hoán nhật. Cùng đạo điện chủ ngài miêu tả lấy vật đổi vật năng lực có điểm giống, nhưng tương truyền hắn vẫn lạc tại phong thủy mật tàng, bên trong rất nhiều người ở nơi đó đạt được tà thần lực khí tức, hư hư thực thực cổ lão tà thần. A, thuật tổ truyền thừa. Đạo khung thương gật gật đầu, từ chối cho ý kiến. Hề bắt qua tấm thứ hai lệnh treo giải thưởng bày ra đi, lại nói, âm minh lão quỷ, tử đồ. 13 năm trước đây thuật kim môn một mạch cổ lão kim môn thuật pháp nhà nghiên cứu, hắn đồng dạng có tại nghiên cứu kim môn trộm thuật 36 kế. Nhưng thuật kim môn gặp đại nạn về sau, người này lại không xuất thế, có lẽ là chết có lẽ là trọng thương tu vi toàn phế, tóm lại về sau lại không hiện thế. Đạo khung thương hơi hơi gật đầu, nhìn về phía hề trong tay cuối cùng một chương lệnh treo giải thưởng. Gia hỏa này vẫn là có chút chỗ thích hợp, chí ít đến hắn bản chức làm việc phương diện, hắn thập phần xứng chức. Hề lập tức đem lệnh treo giải thưởng mặt trái, biểu hiện ra đi qua, hoa hồng đạo tặc, ác nhân, nam vực xuất sinh, từng tại đông vực trộm qua đông vân. Giới vương thành tổng bộ thánh thần điện đường phân điện bảo khố, bị đuổi giết sau chạy đến trung vực. Tại trung vực, hắn tiến tử Phật thành tị nạn qua một trận, nhưng không có can đảm tiến thập tự nhai giác, sợ không ra không được. Đến tiếp sau khi ra ngoài, lại từng tại nam vực hiện thân, ân, hắn vậy tiến qua phong thủy mật tàng, vậy nắm giữ kim môn trộm thuật, có người nói hắn là một lão quỷ đệ tử, nhưng cụ thể không rõ. Đạo khung thương ánh mắt hơi ngậm. Đi qua đông vực, bị đuổi giết sau ngược lại chạy tới trung vực, trốn vào tử Phật thành. Tìm kiếm che chở a. Cái này rất bình thường, nhưng cũng có thể nói là rất kỳ quái đảo vong phương hướng. Bởi vì trung vực là thánh thần điện đường đại bản doanh, nam vực tử đồ, bình thường đến bước đường cùng lúc lựa chọn bán nguyệt vị, mà sẽ không lựa chọn tử Phật thành. Đạo khung thương bình thản mở miệng, trọng điểm ở chỗ, người kia hiện tại cứu được Hương Yểu Yểu, cái này trong ba người, ai cùng thánh nô có quan hệ. Hề sững sờ, chợt đem trước hai tấm lệnh treo giải thưởng lấy đi, chỉ lưu cái cuối cùng hoa hồng đạo tặc. Cùng thánh nô có quan hệ hay không không biết, nhưng cùng từ tiểu thụ có chút quan hệ, người này đi qua thiên không thành. Hắn đầu tiên là đóng quan tài kết luận, sau đó nhớ lại nói, thiên không thành chiến dịch về sau, tất cả lên đảo sau còn sống thái hư, thánh thần điện đường qua đi phần lớn làm thống kê cùng điều tra. Trong đó, có một đông vực thái hư, tên là Trần Nhiễm, đề cập qua hắn từng thấy qua từ tiểu thụ, tại hắn một nhóm 6 người thí luyện tiểu đội bên trong. Cái kia một tiểu đội thành viên. Có nam vực Phong Gia Phong Tiêu Sắt, nam vực Thái Hư Lý Phú Quý, có đông vực Huyền Vô Tông Ngọc Hư Song Pháp Nguyễn Bình cùng Nguyễn An. Ân, Nguyễn Thị huynh đệ, nhưng thật ra là ba nén hương kim bài săn lệnh sát thủ, vì từ tiểu thụ đầu người mà đi, cuối cùng bị giết. Về phần người cuối cùng kia, thì là nam vực tà tu, Chu Nhất Viên. Hề nói xong dừng lại, đem lệnh treo giải thưởng buông xuống,
đề cập một cái khác sự tình, thiên cơ khôi lỗi tiểu thất thiên không thành. Sau khi chiến đấu vết tích điều tra nghiên cứu vạch, chín đại tuyệt địa một trong, tội nhất điện chiến trường, xuất hiện qua kim môn trộm thuật lực lượng. Nơi đó là từ tiểu thụ cùng thiên cơ thần sứ chính diện chiến trường, lần lượt ẩn hiện người còn có ngụy trang thành vũ linh tích quỷ nước, thiên nhân ngũ suy, khương bố y, hoàng tuyền, mai tị nhân cùng nhan lão các loại cường thế bán thánh, bình thường thái hư, căn bản tham dự không được này cục. Kim môn trộm thuật lực lượng đã còn xuất hiện ở nơi đó, không phải chúng ta người, liền khẳng định cùng từ tiểu thụ có chút quan hệ. Hề lại đem lệnh treo giải thưởng lật lên, vốn là còn chút chần chờ. Khi hắn đem lệnh treo giải thưởng chân dung bỏ vào đạo điện chủ thiên cơ ảnh hình người khía cạnh, tiến hành đối chiếu về sau, lại đem chuyển đến thiên cơ ảnh hình người phía sau. Cả hai, liền đại khái trùng điệp lên. Lần này, hề trầm mặc. Thấu qua thiên cơ ảnh hình người, hắn chỉ hướng hoa hồng đạo tặc, lớn mật phỏng đoán, chờ đợi xác minh, đạo điện chủ, hoa hồng đạo tặc liền là Chu Nhất Viên. Hắn cùng từ tiểu thụ có quan hệ, đến lệnh sau lấy thâu thiên hoán nhật chi thuật, đổi đi hương di. Chương 1418, tìm đường sống giải đậu thành binh, bản ngã kính không chỗ che thân. Ách a, thoải mái. Tại khách sạn lầu 2 hành lang bên trên sảng khoái duỗi lưng một cái, đem đêm qua tiêu hao tinh khí thần hoàn toàn tìm trở về. Đã là một bộ môi hồng răng trắng rộng rãi nhà đại thiếu bộ dáng Chu Nhất Viên, trở tay liền đẩy ra sát vách cửa phòng. Ba cái nữ nhân xa lạ chen tại trên một cái giường. Cùng lần đầu gặp mặt thường có chỗ khác biệt, ba người này tư sắc trở nên cực kỳ phổ thông, liền dáng người đều biến hình. Liếc mắt đi qua, chung quy chung củ, chỉ có thể nói không có chút nào ký ức điểm. Nếu không phải sớm biết được, ai đều nhận không ra đây là Hương Di, Đông Đông, A Diêu. Nên xuất phát. Chu Nhất Viên ngồi xuống bàn trà bên cạnh, nhìn xem sớm rửa mặt hoàn tất tam nữ. Ba người này tối hôm qua có ngủ hay không, ngủ rồi lại ngủ không ngủ đến yên tĩnh, hắn một điểm cũng không quan tâm. Dù sao hắn không ngủ, nhìn chằm chằm ba người này gian phòng một đêm, còn tốt không có phát giác được bất cứ dị thường nào. Đi đầy đường đều tại tìm một cái tên là Chu Nhất Viên, người, Lý Huynh, ngươi biết việc này sao? Trải qua một đêm điều chỉnh, Đông Đông giọng điệu dịu dàng rất nhiều, nhìn về phía ân nhân cứu mạng ánh mắt cũng biến thành cực kỳ hiền lành. Dù sao người này nếu là người xấu, đêm qua một đêm, nàng ba người không có chút nào phản kháng lực nên làm sớm làm. Nhưng ngay cả A Diêu, cái này họ Lý ngoài miệng trêu chọc vài câu, trên thực tế cái gì vậy không dám động. Chu Nhất Viên liếc nàng một chút. Hắn nhớ kỹ sớm trước thời điểm, liền khách sạn tiểu nhị đến gõ xuống cửa, đưa cái bữa sáng. Không nghĩ tới mấy câu thời gian, nữ nhân này đem bên ngoài một đêm lên men sau tỉnh báo, cho hết chụp vào đi ra. Có ít đồ. Biết. Chu Nhất Viên tùy ý gật đầu, cầm lên chén trà, ta còn biết bọn hắn còn đang tìm một cái hoa hồng đạo tặc, còn đang tìm ba nữ nhân. A Diêu đều có chút nhịn không được, Chu, Lý Huynh, ngài không phải nói, không có để lại nửa điểm vết tích sao? Dừng núi lúc đó, cái này họ Lý xử lý đến tiếp sau vụn vặt chi tiết cẩn thận trình độ, cơ hồ đến làm cho người giận sôi tình trạng. A Diêu thật sự cho rằng không có lưu lại cái gì chân ngựa. Kết quả một đêm trôi qua, nàng ngược lại từ thánh thần điện đường lệnh treo giải thưởng bên trên, biết được ân nhân cứu mạng kỳ thật không họ Lý, họ Chu. Có chút buồn cười. Đối với điểm này, Chu Nhất Viên mình cũng là mộng. Hắn xác thực đã tận lực, tự nhận là không chê vào đâu được. Nhưng mà áo lót chỉ mặc một đêm, liền rơi đến mọi người đều biết, đơn giản đáng xấu hổ. Nhưng nhận là không thể nào nhận. Hắn chết đều sẽ không ở ba người này trước mặt thừa nhận mình là Chu Nhất Viên. Dị bộ một đám giá áo túi cơm, tuy nói còn chưa tra ra ta thân phận chân thật đến, nhưng ít ra đối với tam nữ tình báo, là chuẩn xác mà đúng trọng tâm. Rót cho mình chén trà, Chu Nhất Viên nhìn về phía Hương Di, ngươi muốn đi đâu? Đông Đông chịu đựng phát cười, A Diêu cũng có chút mỉm cười, lại ngầm hiểu lẫn nhau không có vạch trần nam nhân này ngụy trang, cùng nhau theo tiếng nhìn về phía Hương Di. Hương Di nắm lấy mình bím tóc, nghĩ ngợi nói, cái nào cũng không an toàn, mở ra cấm võ lệnh, ta mới có thể an toàn. Ta đây bất lực. Chu Nhất Viên uống một hơi cạn sạch về sau, đặt chén trà xuống buông tay. Hắn thử qua. Nhưng cấm võ lệnh so với hắn muốn càng thêm huyền bí. Cho dù là hắn thuật pháp khẽ dựa gần, lực lượng vậy tiêu tán ở không, căn bản không thể nào phá giải trong đó huyền bí. Chu Nhất Viên nghĩ, hắn có thể trộm đi Hương Di trên thân tất cả vật phẩm, bao quát nội tạng. Nhưng đơn độc cái viên kia dùng dây nhỏ xuyên lấy đeo trên cổ, liền nửa điểm phòng hộ đều không lệnh bài, hắn trộm đổi không đi. Hương Di đương nhiên không trông cậy vào trước mắt Chu Nhất Viên, có thể mạnh đến mở ra cấm võ lệnh. Nàng nghĩ là một người khác, lại cùng trong kế hoạch mục tiêu địa phương, không mưu mà hợp. Cấm võ lệnh, trừ đạo điện chủ bên ngoài, trung vực có lẽ còn có một người, có năng lực mở ra. A, Chu Nhất Viên đến hứng thú, ai? Khôi lôi hán. Cái này ngắn gọn ba chữ, phảng phất có vạn quân trọng lực,
một cái chấn động đến gian phòng bên trong còn lại ba người nói không ra lời. Khôi Lôi Hán, cái kia cái gọi là thập tôn tọa đầu. Chu Nhất Viên ngắn ngủi mắt trợn tròn, hắn cảm giác là, như thế xa không thể chạm, xa cuối chân trời nhân vật, so đệ bát kiếm tiên, còn thần bí bát tôn am tối thiểu cùng thụ gia có chút quan hệ. Khôi Lôi Hán bực này nhân vật, liền coi như chúng ta tìm được, người ta lại làm sao có thể phản ứng chúng ta như vậy tiểu nhân vật. Nghĩ lại, ai, không đúng. Hương Di cũng là thập tôn tọa, hai người bọn họ là cùng thời đại, không thể nói trước thật có chút giao tình. Sau đó, Chu Nhất Viên liền càng thêm trầm mặc, cùng là thập tôn tọa, Khôi Lôi Hán cùng Hương Di hai cái này tên ở giữa tranh lệch, giống như bát tôn am cùng Tất Khiếu Thiên. Tất Khiếu Thiên không biết. Rất bình thường, Chu Nhất Viên vậy nhanh quên hắn. Đó là hắn 6 tuổi lúc một cái trong thôn bạn chơi, tại một lần ngày mùa hè bơi sông bên trong, ngoài ý muốn chết chìm. Hương Di rất nhanh phát giác được gian phòng bên trong bầu không khí hơi khác thường. Cái kia Chu Nhất Viên rõ ràng muốn nói điểm cái gì, lại có chút bị trấn trụ cùng sợ choáng váng cảm giác, muốn nói lại thôi. Bên người hai nữ, đồng dạng biểu lộ cổ quái. Hương Di quen thuộc, vậy không biết mình không hiểu ra sao cả liền thành trong mắt người khác Tất Khiếu Thiên, lẩm bẩm nói, ta biết Khôi Lôi Hán ở đâu. Chu Nhất Viên bỗng nhiên đưa tay ngăn lại đoạn dưới, đối Đông Đông cùng A Diêu gạt ra cái khuôn mặt tươi cười, phiền phức hai vị, đi trước phòng ta đợi bên dưới. Hai nữ khẽ giật mình mới xuất hiện thân, ngược lại là không có nhiều lời, rất có tỷ nữ tự giác, từ biệt Hương Di về sau, lui rời khỏi phòng ở giữa. Thanh Nguyên Sơn, Thường Đức Trấn. Người vừa đi, Chu Nhất Viên đi thẳng vào vấn đề. Hương Di lần này ngoài ý muốn, ngươi biết. Chu Nhất Viên sờ lấy cái mũi cười gượng, ta dẫn tới nhiệm vụ, cuối cùng chỗ đi chỉ có 3 cái, Thường Đức Trấn, Tử Phật Thành, Bán Nguyệt Vịnh. Đây là Lý Phú Quý cho hắn an toàn chỗ đi. Đương nhiên, cái này an toàn, cũng là so ra mà nói chi. Đạo điện chủ đã khám phá thân phận của hắn, chắc hẳn nên có đề phòng, không thể nói trước đã ngăn ở cái nào đó chỗ đi phải qua trên đường. Đương nhiên, Chu Nhất Viên còn có một lời không nói. Người trên tay hắn, thời khắc mấu chốt, hắn có tự chủ quyền quyết định, có thể bỏ đi Lý Phú Quý cho mục tiêu địa phương, ngẫu nhiên mà biến. Hương Di ánh mắt biến ảo, rất nhanh lắc đầu nói ra, Tử Phật Thành không đi được, đây là ta đại bản doanh. Lão đạo đã để cho ta đi ra, liền sẽ không dễ dàng thả ta trở về, trên nửa đường đoán chừng chặn đường người rất nhiều. Bán Nguyệt Vịnh tại Nam Vực, từ Trung Vực đi qua, cần trải qua khóa vực truyền tống trận, mà vực cấp truyền tống trận chủ thể là thiên cơ thuật, tại cái này một tiết bên trên, người ta thân phận đều có thể bại lộ. Vậy liền chỉ còn một cái Thanh Nguyên Sơn. Chu Nhất Viên nhíu mày. Hương Di vốn là nghĩ như vậy, hiện tại không dám gật bừa, nghiêm túc tiếng nói bên trong, có nồng đậm kiêng kỵ, không thể đi. Coi người trước tiên muốn đi nơi này, mà ta cũng đúng lúc nghĩ như vậy lúc, lão đạo liền không đến mức nghĩ không ra chỗ này. Hắn thậm chí có thể so với chúng ta suy nghĩ đến càng thêm chu toàn, đã có chúng ta tiến vào Thanh Nguyên Sơn khu vực về sau ứng đối biện pháp, đều có chút ít khả năng. Chu Nhất Viên sắc mặt bỗng nhiên trở nên cực kỳ phức tạp. Trước hắn đúng vô cùng là nhẹ nhõm, người đều cứu ra, trung vực lớn như vậy, tùy tiện tìm sơn động vừa giấu, ai bắt được. Hiện nay vừa phân tích xong, làm sao cảm giác trời đất bao la, không chỗ có thể ẩn nấp bộ dáng. Cái kia đạo khung thương thật đúng là có thể đẩy ra cửa, tinh chuẩn định vị đến mình hai người ở chỗ này thảo luận đi hướng phương nào không thành. Chu Nhất Viên bỗng cảm thấy phía sau có một cỗ âm phong, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía cửa phòng phương hướng. Còn tốt, cửa không có mở ra. Theo người nói như vậy, chúng ta cái nào đều không đi, ở chỗ này trốn tránh tốt hơn. Hắn chần chờ hỏi lại. Hương Di lắc đầu, chờ chết. Gian phòng bên trong, ngắn ngủi yên lặng có một hồi. Không tin. Chu Nhất Viên đột nhiên đứng dậy. Không tin cái gì? Lão tử không tin hắn cái kia bựa lão đạo, mánh khoái thông thiên đến có thể tìm tới ta ở đâu. Chu Nhất Viên vội vàng vận bịu tìm kiếm lên hắn túi áo. Hương Di có không tốt dự cảm, đứng dậy theo nói, trước không nên vọng động, chúng ta tạm thời không ra. Nàng tiếng nói ngừng lại. Mới vừa vặn nói qua, không đi ra, liền là chờ chết. Chu Nhất Viên cũng không thích ngồi chờ chết, đương nhiên cũng không đến mức ngu. Đến mức mù quáng tự tin mang theo tam nữ đi ra ngoài dạo phố. Hắn rất nhanh từ trong túi cầm ra tới một nắm đậu phộng. Cái này, ăn sao? Chu Nhất Viên đem đậu phộng đưa tới. Hương Di ngốc trệ, làm nửa ngày ngươi bắt một nắm hạt đậu đi ra, hỏi ta có ăn hay không? Ta còn tưởng rằng ngươi muốn phá cửa mà đi, xông vào một lần đạo khung thương tình thế chắc chắn phải chết đâu. Các ngươi trên trời đệ nhất lâu người, có phải hay không đều có bệnh nặng? Không ăn được rồi, rất thơm kỳ thật. Chu Nhất Viên hướng miệng bên trong bịt lại, lấp miệng đầy đậu phộng, nhanh chóng nhai nuốt lấy, chỉ ở lòng bàn tay chỗ lưu lại 4 hột đậu phộng. Khi hắn đem miệng bên trong hạt đậu cạn bã cùng nhau nuốt vào trong bụng lúc, nơi lòng bàn tay cái kia 4 hột đậu phộng, liền lộ ra ngay ánh sao. Đi! Chu Nhất Viên ngang trời hất lên, 4 hột đậu phộng bay ra, tại phía trước huyễn hóa biến hình,
hóa thành tam nữ một nam, chính là bây giờ xa xỉ nhà đại thiếu Chu Nhất Viên, mang theo ba cái tư sắc trung đẳng tỷ nữ bộ dáng. Quan nhân sáng sớm tốt lành. Quan nhân hôm nay khí sắc thực là không tồi, tối hôm qua ngủ được nhưng hương nha. Tam nữ thiên kiều bá mị hành lễ, dính ba ba mà nói lấy. Giống như là cổ bị thần diệt lấy tay cưỡng ép quấn chặt bình thường, các nàng tiếng nói âm thanh sau khi ra ngoài, thậm chí trêu đến hương di nổi da gà đều rơi một vùng. Hắc hắc hắc, cô gái nhỏ nhóm, tối hôm qua lão tử thế nhưng là một đêm không ngủ a, mệt chết người. Cái kia hạt đậu bản Chu Nhất Viên xoa xoa đôi bàn tay, thần thái cực kỳ hèn mọn, nhưng cũng cực kỳ sinh động. Hương Di kinh ngạc, cái này bốn cái người, nếu không phải nàng nhìn xem xuất sinh, thật không dám tin nguyên thân là bốn hột đậu phộng. Cái này, cũng là nam vực thuật pháp. Vãi đậu thành binh. Chu Nhất Viên quay đầu không đuôi giải thích một câu, lại nói, ta thử trước một chút, hắn đến cùng có thể hay không tìm ra ta đến. Hắn dừng lại. Hương Di đang suy tư, cũng không có ngăn cản. Chu Nhất Viên lòng bàn tay liền nhiều bốn cục đá, vừa vặn nhét vào trong túi đi. Cái kia một nam ba nữ bốn đậu tổ hợp, liền cùng lúc biến mất tại trong phòng. Bọn hắn đi nơi nào? Hương Di hiếu kỳ hỏi, đồng thời đối trước mắt nam tử ấn tượng lần nữa đổi mới. Người này năng lực quá mạnh, thật không phải bình thường mấy người. Cái kia vãi đậu thành binh thuật pháp, có chút thuyết thư nhân thân ngoại hóa thân hương vị. Mặc dù phương diện chiến lực, khả năng đều là liền bán thánh hóa thân. Không, bán thánh ý niệm hóa thân cũng không sánh nổi. Tử Phật thành. Chu Nhất Viên nói, nếu như thuận lợi lời nói. Truyền tống trận không thể đi. Ta biết, bọn hắn đi đường nhỏ, ẩn nấp đến cực kỳ. Hương Di thấy thế, vậy liền không lại nhắc nhở. Hiển nhiên, cẩn thận chặt chẽ Chu Nhất Viên, mình có thể cân nhắc đến, hắn đều cân nhắc tiến vào. Gian phòng bên trong, liền rơi vào trầm mặc mà thật lâu chờ đợi. Chu Nhất Viên lại cầm ra một nắm hạt đậu phộng, thật không biết hắn túi làm như vậy xẹp, là thế nào có thể chứa nổi nhiều đồ như vậy. Liền trà, ăn hạt đậu phộng. Ước chừng hơn 2 giờ về sau, Chu Nhất Viên kêu lên một tiếng đau đớn, một miệng trà suýt nữa phun tại Hương Di trên mặt, bị kịp thời tránh qua. Thất bại. Hương Di nghiêng người trông lại. Ân. Chu Nhất Viên cả khuôn mặt đen xuống dưới. Bốn đậu tổ hợp đi là đường núi, ở giữa biến ảo không ngừng một tầng thân phận, độn thuật vậy cực nhanh. Nãng Hạc Quan là thông hướng Tử Phật Thành phải qua đường, ước chừng ở vào chuyến này, một nửa lộ trình phía trên nếu như không đi truyền tống trận lời nói. Tại vách núi trước, bốn đậu tổ hợp gặp một nhóm 13 người bạch y tiểu đội, khiêng một mặt cao khoảng một trượng linh gương. Phía trước cấm khu, người kia dừng bước. Vừa mới nghe thấy một tiếng này, bạch y cũng còn không có xuất động. Cái kia cao rộng rãi linh gương phía trên, liền hiện ra bốn người bản thể, bốn viên hạt đậu phộng. Kết cục, có thể nghĩ, 13 bạch y ngây người về sau, cùng nhau tiến lên. Hạt đậu phộng nhóm tử trạng kỳ thảm, chết không toàn thây. Bọn hắn có một chiếc gương, đoán chừng nếu như chiếu đến chúng ta. Ngụy trang đến cho dù tốt đều không dùng, đều phải lộ ra nguyên hình. Chu Nhất Viên đã nói xong toàn bộ hành trình. Bản ngã kính, đạo bộ danh tác. Hương Di gật đầu, biểu thị nhận biết bực này thiên cơ tạo vật. Số lượng nhiều sao? Không nhiều, nhưng đã nghiên cứu chế tạo thành công. Chỉ cần nghĩ, liền có thể lấy toàn lực chế tạo, bố trí tại các cái trọng yếu quan khẩu bên trên. Về phần linh tinh, đối với hắn mà nói, hiển nhiên không thành vấn đề. Con chó đạo khung, khụ khụ. Chu Nhất Viên mắng đều không cách nào mắng bản danh. Phiền muộn đến quẳng rơi mất chén trà, lại đi trên mặt bàn đập một linh nát. Ta kịp thời gián đoạn liên hệ, cái kia bốn hột đậu phộng trở về thành bản thể sau tự bạo, bạch y hẳn là tìm không thấy ta. Chu Nhất Viên trần trở vẫn là nói ra, ta không có lưu lại bất cứ dấu vết gì. Hương Di trầm mặc hồi lâu, tối hôm qua, người cũng nói như vậy. Chu Nhất Viên trực tiếp đứng dậy, nơi đây không nên ở lâu. Hắn đã không muốn cược. Rất rõ ràng, đáp án là bựa lão đạo thiên cơ thuật mạnh hơn so với mình kim môn trộm thuật. Dù sao, đến bây giờ hắn đều không biết mình chỗ đó bại lộ. Rõ ràng làm được không chê vào đâu được, liền một chỗ sơ hở đều không lưu lại. Hương Di đứng dậy theo. Chu Nhất Viên nhìn phía căn phòng cách vách phương hướng, tay một vòng hầu, nói khẽ, ta đề nghị là, làm các nàng. Hương Di lắc đầu, không nói gì. Nếu như đáp án là người chết an toàn hơn lời nói, sớm tại U Quế các lúc, nàng lựa chọn cũng không phải là cho ra không gian giới chỉ, mà là ban thưởng thuốc độc. Luyện linh đại đạo, cố nhiên trọng yếu. Nhưng lại có bao nhiêu người là một lòng nhào vào trên đại đạo đâu? Chí ít nàng Hương Yểu Yểu không phải, mà mấy chục năm tỉ muội tình cảm, cho tới nay đã lập gia đình người, như thế nào tùy tiện nói đoạn có thể đoạn. Chu Nhất Viên thở dài, mang theo các nàng, ta như có gai ở sau lưng. Hương Di lẳng lặng xem đến, nhưng buông xuống các nàng, ta nói, lão đạo chỉ cần tìm tới trong đó một cái, tùy thời có thể xuất hiện tại trước mặt người đến. Chu Nhất Viên cảm giác thiên cơ thuật sĩ thật buồn nôn a, để cho người ta muốn ói. Vì sao a? Hắn hỏi tối hôm qua không có tra hỏi. Ta không biết.
Hương Di cực kỳ quả quyết lắc đầu, ta như biết, ta cũng là thiên cơ thuật sĩ. Chu Nhất Viên lại một lần nữa trầm mặc, thật lâu nói, ngươi có thể xác định, trong các nàng, không có phản đồ. Giống như ngươi tự nhận là không chê vào đâu được, trên thực tế cũng bị lão đạo tìm ra sơ hở một dạng. Hương Di ánh mắt ngắm hướng phương xa, ta cũng không biết. Vậy ngươi còn dám mang theo các nàng? Tung chi không có kết quả, không bằng buộc chi, dùng. A, lòng dạ đàn bà. Hy vọng ngươi có thể cái chốt tốt các nàng a. Chu Nhất Viên cười nhạt xong, từ ống tay áo bên trong lấy ra sát vách phòng hai cái chén trà, thâu thiên hoán nhật về sau, hai nữ mộng nhiên xuất hiện. Hương Di, Hương Di. Từng cái vấn an về sau, hai người nhìn về phía chờ xuất phát Chu Nhất Viên, chúng ta đi cái nào? Đi trước một chỗ an toàn. Hương Di đồng dạng nghiêng mắt trông lại, nơi nào còn có an toàn địa phương. Chu Nhất Viên không chắc chắn lắm nói, Lý, Ân, bên trong người nói, do dự chưa định thời điểm, nhưng đến đó, có cơ hội lời nói, còn có thể nhìn thấy một cái người. Ai? Tam nữ cùng nhau hỏi một chút. Chương 1419, quý khách đến nhà tiệm thợ rèn, hàng Văn Nôn thật ra huyền bí. Ai? Là ta. Câu trả lời này, cùng không có trả lời khác nhau ở chỗ nào. Tào Nhị Trụ trong lòng nói thầm một tiếng, nhưng rất nhanh mở ra cửa lớn. Kỳ thật tiệm thợ rèn buôn bán thời gian còn chưa tới, nhưng đã có người gõ cửa, có lẽ là sốt ruột muốn bắt hàng, có lẽ là khác nguyên nhân. Nghe được liền mở cửa, đối xử mọi người muốn có lễ phép, lão cha dạy qua. Két một cái, cửa gỗ mở ra, sóng nhiệt một mạch liền hướng trào ra ngoài. Bên ngoài trời vừa tảng sáng, trên đường phố còn tung bay tuyết, trong lò rèn bên ngoài nghiễm nhiên hai loại thời tiết. Một là giá lạnh, một là nóng bức. Ngươi là, Tào Nhị Trụ trần trụi cánh tay, một cái cánh tay một đôn, có thể chặn cửa, chỉ lộ nửa người. Hắn thấp lấy đầu, trần trờ nhìn qua trước mặt cái này có chút lạ mặt trung niên nam nhân, cuối cùng không thể nhớ lại hắn đến cùng là vị nào. Người tới một thân áo bào trắng, tóc đen buộc tại ngọc châm, bên hông phối hữu mây văn đai lưng, trừ trên tay xách một cái hồ lô dựa bên ngoài, trên thân lại không vật khác tô điểm. Dù là như thế, người này dài đến sắc mặt chính khí. Làn da vô cùng trắng nõn, khí chất xem xét liền không phải phàm nhân. Hắn tuyệt đối không phải thường xuyên lên núi đánh hươu, hoặc là trang trại lợn mổ heo. Càng giống là lão cha nói qua loại kia đại nhân vật, tóm lại cùng toàn bộ Thường Đức trấn người đều lộ ra không hợp nhau. Tối thiểu phải là cái thôn trưởng cấp bậc. Đạo Khung Thương ngẩng đầu lên, bị trước mặt tiểu cự nhân độ cao cùng độ rộng cho chấn một cái. Hắn giơ tay lên, ước lượng dưới lẫn nhau chênh lệch, cười nói, hơn 20 năm không gặp, người lớn như vậy. Tào Nhị Trụ buồn bực không nói gì. Người này vẫn chưa trả lời mình vấn đề, không có nói là ai đây, nói như vậy cực kỳ không có lễ phép. Ngươi gọi ta thúc liền tốt, năm đó ta còn ôm qua ngươi đây. Đạo Khung Thương hướng tiểu cự nhân dưới nách ra hiệu một tay, biểu thị nhường một chút, hắn muốn đi vào. Tào Nhị Trụ ánh mắt dừng lại ở người này trên tay hồ lô rượu, lắc đầu úng thanh nói, ngươi tìm đến ta lão cha. Hắn còn chưa tỉnh ngủ đâu, tỉnh ngủ vậy không nhất định gặp ngươi. Ngươi chạng vạng tối thời gian lại tới, hắn bình thường lúc này tâm tình không hỏng. Có lẽ sẽ gặp ngươi. Còn có, dừng lại, Tào Nhị Trụ ngón tay chỉ hướng về phía hồ lô rượu, điểm ấy lượng, không đủ lão cha nhét kẽ răng. Đạo Khung Thương cười, giơ lên hồ lô rượu lung lay, bên trong truyền ra như thủy triều tuôn chảy âm thanh, ngươi nghe nói qua không gian giới chỉ sao? Tào Nhị Trụ biểu lộ hơi có vẻ kinh ngạc. Rất nhanh, hắn ý thức đến người này thật không phải người trong thôn, cùng mình một dạng, là cái vĩ đại luyện linh sư. Thường Đức Trấn rất khó nhìn thấy luyện linh sư. Nhiều nhất liền là gà mờ cấp bậc, luyện mấy hơi thở, tăng nhiều cái cầm khí lực mà thôi. Thanh Nguyên Sơn ngược lại là có. Lên núi cần, luôn có thể nhìn thấy mấy cái cùng người trưởng thôn này, cấp bậc nhân vật một dạng gầy còm ra hỏa, đang sử dụng hỏa cầu thuật, thổ tường thuật các loại linh kỹ, đối phó cái kia chút một bàn tay liền có thể chụp chết heo rừng. Ngươi là cảnh giới gì, hậu thiên, tiên thiên? Ngươi mở nguyên đình không có. Nguyên đình cực kỳ thần kỳ, mở sau sẽ thêm một loại đồ vật, gọi là linh niệm. Tào Nhị Trụ đến tính chất, nói xong tránh ra thân thể, nhiều hứng thú muốn mời vị này vào cửa vừa trò chuyện. Thừa dịp lão cha rượu còn không tỉnh, nhiều tâm sự màu sắc sặc sỡ luyện linh giới. Tạm thời giữ bí mật, ngươi đây. Đạo Khung Thương vốn muốn nhấc chân đi vào, nghe tiếng sau liếc mắt khóa cửa, tạm thời đứng ở trước cửa không có đi vào. Ta hỏi trước, tiểu cự nhân dầu dĩ không vui. Ngươi muốn nói như vậy, thúc trước kia ôm ngươi thời điểm, ngươi còn cắn qua lỗ tai ta đâu. Đạo Khung Thương kéo dài mình vành tai, lật ra đằng sau bộ phận, ầy, liền cái này. Tào Nhị Trụ xích lại gần nhìn lên, phát hiện thật là có cái vết sẹo nhỏ, lập tức cảm thấy không có ý tứ. Ta là vương tọa đạo cảnh, vương tọa rất lợi hại a. Nam nhân kinh ngạc, vậy ngươi hội sẽ không cái kia cái gì, xì 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 toàn thân điện cái kia, màu tím, rất đẹp trai. Tào Nhị Trụ ánh mắt sáng lên, ngươi biết phạt, bang. Hậu viện nổ tung một tiếng sét.
Tiểu cự nhân giật nảy mình, tiếng nói âm thanh đều nuốt xuống. Đạo khung thương vậy rụt cổ một cái, rát khóe miệng, có chút sợ hãi nhìn về phía bên kia tỉnh rồi. Ân. Tào nhị trụ dầu dĩ lên tiếng, đã hiểu lão cha không muốn để cho mình quá nhiều, cùng người khác giao lưu luyện linh sư sự tình. Về sau có rảnh trò chuyện tiếp, cha ngươi đang tìm ta. Đạo khung thương nho nhỏ nhíu nhíu chân mày trộm đạo, lấy lấp một viên thông tin châu đi qua. Tào nhị trụ không thú vị thần sắc quét sạch sành xanh, lông mi đều nhiều một chút vui mừng, vội vàng đem thông tin châu nấp kỹ. 3. Một đạo lam sắc thiểm điện vạch phá hắc ám, tinh chuẩn đả kích, từ khe hở bên trong bổ đi vào, bổ vào thông tin châu bên trên. Lòng bàn tay mở ra. Thông tin châu đã vỡ vụn. Tào nhị trụ trong mắt ánh sáng, cũng liền cùng lờ mờ tiệm thợ rèn một dạng, đang nháy dập cho sướng nhanh biến mất. Đạo khung thương không có nhụt chí, lần nữa đối tiểu cự nhân kích động lông mày, liền từ trong trời đông giá rét cất bước tiến vào nóng bức tiệm thợ rèn. Mấy chục năm không thấy, tính tình vẫn là như thế bạo. Ta thế nhưng là sách rượu viếng thăm. Ngươi đến làm gì? Hậu viện truyền ra không giống tiếng người, giống như là lăn cổn lôi thanh, liền xà nhà đều tại rung động. Đương nhiên là đưa rượu, thuận tiện lấy trò chuyện nói chuyện phiếm, tự ôn chuyện, đây chính là ngươi ghét nhất say tiên nhưỡng. Đạo khung thương đi tới hậu viện lúc, còn rút ra nắp bình, đung đưa hồ lô rượu, một mặt tặc cười quạt gió, để mùi thơm nhanh chóng tiêu tán ra ngoài. Để đưa rượu tới, nhưng không phải để ngươi tự mình đưa rượu tới, cái gì cứt chó hương vị. Lăn. Ha 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 ha, tiệm thợ rèn không tính lớn. Hậu viện hai người nói chuyện với nhau âm thanh cùng tiếng cười, theo thời gian chuyển rời càng biến nhỏ. Tào nhị trụ dẫn theo thiết chủy gãi gãi sau đầu, cảm giác có chút thần kỳ. Lão cha rất ít cùng một người xa lạ giảng nhiều lời như vậy. Không, phải nói là cơ bản không cùng người xa lạ nói chuyện. Nhưng lần này bọn hắn giống như trò chuyện rất cởi mở tâm, cái kia người cũng dám mở lão cha nói đùa. Tào nhị trụ ngăn, không được đối cái kia áo trắng trung niên nhân thân phận càng nhiều một chút hiếu kỳ. Có lẽ, hắn không chỉ là thôn trưởng cấp bậc. Lão cha bằng hữu, hẳn là rất lợi hại à. Bằng hữu, suy nghĩ liên tiếp nhảy vọt, sáng sớm, Tào nhị trụ đã có chút thương cảm. Nhưng nhắc nhắc chùy sắt lớn về sau, tinh thần hắn lập tức liền phấn chấn. Bằng hữu, ta vậy có, chùy sắt lớn liền là bạn tốt. Bất quá, cái kia thúc thúc cuối cùng khiêu mi, là có ý gì? Tào nhị trụ bỗng nhiên cảm giác trong lòng bàn tay hơi khác thường, lật qua nhìn về sau, phát hiện vừa nắm qua thông tin châu trong lòng bàn tay, nhiều một chút cái đơn giản đường vân. Bọn chúng phác họa xen lẫn thành một cái hữu hảo nắm tay, ký hiệu. Úc, úc úc úc. Tào nhị trụ tâm hoa nộ phóng, dẫn theo thiết chùy suýt nữa không có tại chỗ nhảy múa. Hắn đã nhìn ra, đây cũng là cái loại kia thần kỳ linh trận đồ án, chỉ cần rót vào linh nguyên, liền hội có cảm ứng. Thử một chút, nghĩ đến liền làm. Chờ ý thức được cái kia thúc thúc liền tại hậu viện thời điểm, Tào nhị trụ linh nguyên đã rót đi vào. Hắn ôm đầu, cảm giác làm hư cái gì. Tích tích, tích tích, tích tích, hậu viện phương hướng, từ không không âm thanh, đến truyền ra thập phần chói tai tiếng tít tít. Theo sát phía sau, toàn bộ tiệm thợ rèn đều yên lặng, tiếng tít tít nhanh chóng đi theo không thấy. A ha ha, người trước hết nghe ta giải thích, thúc thúc thanh âm rõ ràng có chút kinh hoàng. Tiếp theo, lão cha cái kia quen thuộc táo bạo cùng hống xuất hiện, trực tiếp nghiền sát thúc thúc xấu hổ, bựa lão đạo, người mẹ hắn đang tìm chết. Oanh, kinh lôi nổ vang, tiệm thợ rèn nóc hầm, bị phá ra một cái lớn lỗ thủng. Tào nhị trụ quay đầu thời điểm, vừa vặn nhìn thấy một đạo xám trắng bóng người tung bay lấy ra bầu trời. Lạch cạch, hậu viện rớt xuống vỡ thành đoạn ngọc châm, còn có một viên mang máu răng, lớn răng cửa. Tào nhị trụ khẽ run rẩy, vội vàng vọt tới ngoài cửa đi xem cái kia thúc thúc. Sắc trời không biết làm sao lại tối, mới vừa rồi còn thật tốt, lần này là lôi minh cuồn cuộn, như muốn mưa to. Oanh, 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 từng đạo màu lam lôi điện từ không trung đánh rớt, tinh chuẩn vô cùng đánh vào cái kia thúc thúc trên thân. Màu xám trắng rất nhanh biến thành cháy đen. Thúc thúc một thể lần lại một lần bị đánh bay. Không có chút nào ngăn cản lực bị lôi điện đưa ra ánh mắt cùng linh nghiệm đi, tới phạm vi bên trong. Cái này, Tào nhị trụ trần trờ nhìn về phía mình lòng bàn tay, khóe miệng giật mạnh, có chút hối hận, lại không dám lên tiếng. Tới, hậu viện truyền đến ngột ngạt thanh âm. Tào nhị trụ sắt lấy đầu đi qua, rất mau nhìn đến co quắp trên mặt đất, hất lên áo khoác dài, toàn thân là mồ hôi lão cha. Hắn đầu óc xoay chuyển rất nhanh, dẫn đầu giải thích nói, hắn muốn cho ta đi ra ngoài. Nhưng ta đối luyện linh giới là một chút hứng thú đều không có, phát hiện cái này về sau, liền kịp thời để lão cha ngài phát hiện, ta làm rất đúng a. Tào nhị trụ hắc hắc cười khúc khích, dùng thiết chùy gãi đầu, một mặt ngây thơ. Ra ngoài ý định, hắn không có chờ đến giận mắng cùng trách móc nặng nề, mà là lão cha rất bình tĩnh một câu, tay lật ra. A, Tào nhị trụ ngoan ngoãn để cái kia nắm tay ký hiệu bày ra. Thử một chút, xóa đi nó.
A. À, Tào Nhị Trụ vội vàng dùng tay cho nó xoa xoa. Ha 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 ha. Lão cha đột nhiên cười ha hả, hư không tử điện đôm đốp rung động. Tào Nhị Trụ thấy cha vừa mới động đầu ngón tay, hẳn là muốn đánh mình. Dùng linh nguyên. Lão cha khó được lại ôn nhu, hắn bình tĩnh, liền là hiếm có ôn nhu. A. À, Tào Nhị Trụ thôi động khí hải linh nguyên, ba một cái, trên tay ký hiệu bẻ gãy nghiền nát bị hắn đánh tan, hóa thành linh khí tan biến. Không thấy. Hắn có chút uể oải, nhưng biểu lộ rất là vui vẻ. Không phải không thấy chỉ là giấu càng sâu. Lão cha chưa bao giờ giống bây giờ như thế có kiên nhẫn, thậm chí còn hội giải thích xong còn lại nói dùng triệt thần niệm. A. À, Tào Nhị Trụ vội vàng lại ứng, rất nhanh quanh thân đôm đốp rung động, bơi đi ra màu tím hồ quang điện, che ở bên ngoài thân hình thành một lớp mỏng manh. Tư tư, điện xà tóe nhảy lên, chớp tắt hư không, hậu viện không gian bắt đầu văn nứt, từng đạo màu đen dây nhỏ tại kinh mang về sau thành hình, lại nhanh chóng chữa trị. Cường độ, cường độ, cường độ. Lão cha không kiên nhẫn lấy, cường độ bên trên bắt đầu, lúc này mới cái nào đến đâu. Cửa hàng gánh không được, Tào Nhị Trụ lầu bầu lấy. Bảo ngươi lên cường độ liền lên cường độ, đừng nói nhảm. A, à, Tào Nhị Trụ chỉ có thể bắt đầu tăng cường độ. Một phần vạn triệt thần niệm, là hắn cực hạn chi yếu đi. Đã lão cha không sợ cửa hàng nổ lời nói, vậy liền không tiến phòng tu luyện, ở chỗ này mở a. Ầm ầm, hậu viện lập tức nổ tung một đạo nộ lôi âm thanh. Tào Nhị Trụ quanh thân màu tím hồ quang điện, cuồn cuộn gào thét, cơ hồ hóa thành một mảnh nhỏ lôi hải, đem hắn toàn bộ thân hình đều bao phủ. Tạch tạch tạch, không gian nhanh chóng vỡ nát. Ngay cả trên tường đồ sắt cũng bắt đầu vỡ vụn, bị dư ôn nóng chảy đồng thời, một chút xíu nước thép lại bị lôi âm bắn bay. Lại đến, lúc này mới không đến một thành. Lão cha chừng dưới mắt, cái kia bắn bay lôi đình một mạch tuôn hướng hắn, từ hắn miệng mũi ở giữa rót vào, hiện ra uy thế, lại sau đó tan biến tại không, giống là hoàn toàn bị ăn xong lau sạch. Lão cha xuất thủ. Tào Nhị Trụ ngạc nhiên, lão cha lại cũng sẽ tương trợ mình luyện công. Đây chính là hiếm có sự tình. Hắn lúc này không cố kỵ gì, toàn lực hành động. Trong khoảnh khắc, cái kia oanh tại quanh thân tiểu lôi hải, mạnh mẽ bành trướng, cơ hồ muốn đem chọn cái tiệm thợ rèn lấp đầy. Triệt thần niệm phạt thần hình kiếp, đậm đặc như dịch, điện luyện ngàn vạn. Rầm rầm rầm, phòng ốc sơ sài bên trong, kinh minh không ngừng. Như vậy tiếng sấm như tại bình thường, nhất định có thể cả kinh quê nhà láng giềng thấp thỏm lo âu. Nhưng tại lúc này bên ngoài mưa rầm lôi vân che giấu phía dưới, lại là dấu có chút xảo diệu. Một thành, ba thành, năm thành, cho đến 10 thành. Tào Nhị Trụ sử dụng tất cả vốn liếng. Nhưng cái kia hóa thành thực chất, mãnh liệt tràn lan phạt thần hình kiếp, dư lực vẫn tại lão cha miệng mũi thôn phệ phía dưới, khó mà đối tiệm thợ rèn tạo thành càng nhiều tổn thương. Thật mạnh, Tào Nhị Trụ trong lòng rung động. Hắn đã quá lâu không kiến thức qua lão cha xuất thủ, cơ hồ muốn quên đi lão cha có cường đại cỡ nào. Hôm nay hết thảy dị thường, tựa hồ đều bắt nguồn từ vị kia thúc thúc đến nơi. Ai bảo ngươi phân tâm? Nửa nằm tại hậu viện lớn cự nhân giật bên dưới áo khoác dài, phát giác không đúng về sau, trực tiếp mắng lên. A, à, khi nhìn thấy Tào Nhị Trụ đem suốt đời chỗ học toàn bộ thả ra lúc, hắn hướng trên lôi hải ném vào đạo khung thương hồ lô rượu. Dòng dã một ao lớn say tiên những nổ ra, phút chốc bị luyện hóa. Đề phòng đều là mùi rượu, nhưng một cái chớp mắt qua đi, mùi rượu đều bị luyện tận, hóa thành hư không. Nằm trên mặt đất khôi ngô cự nhân sách từ bản thân thùng rượu lớn, cùng cái này liền đại đạo đều có thể dung luyện phạt thần hình kiếp, lộc cộc rót một ngụm rượu lớn. Phóng thích hình. Hắn buông xuống thùng rượu. Tào Nhị Trụ tâm lĩnh thần hội, mặt mày ở trong ánh chớp đứng đấy, đột nhiên một tiếng quát lớn, mở, ầm 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 ầm. Cái kia cuồn cuộn lôi hải, cường độ lại lấy gấp 10 lần, gấp trăm lần đáng sợ trình độ đi lên gấp đôi. Lôi quang giống như nước vỡ đê, cấp tốc hướng tiệm thợ rèn trần nhà lỗ thủng lớn, hướng cửa gỗ bên ngoài oanh ra. Cạch, khôi lôi hắn chỉ là đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm vào thùng rượu trên nắp. Vô hình niệm câu dưới, cái kia như muốn xé mở thiên địa gào thét mà ra phạt thần hình kiếp, liền bị áp bách tại hậu viện không gian bên trong. Liền tiếng sấm, đều rốt cuộc không phát ra được đi. Ầm 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 ầm. Nhưng mà hậu viện ở trong nổ đùng còn đang kéo dài. Tào Nhị Trụ không ngừng từ trong cơ thể phát tiết lấy lực lượng, phảng phất muốn đem cái gì không sạch sẽ đồ vật cho triệt để lôi ra đến. Đã bao nhiêu năm, hắn chưa hề có như vậy nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác. Ngày bình thường luyện công, đều phải đề phòng điểm, không thể dốc sức mà ra, sợ kinh ngạc quê nhà láng giềng. Như thế rất tốt. Có lão cha tại, hắn chỉ lo chuyển vận là được. Mặc dù hết thảy cũng còn bị áp bách lấy, nhưng tại hậu viện phạm vi bên trong, hắn phóng thích đến thoải mái. Cạc cạc, két két, Tào thị tiệm thợ rèn nửa đậy cửa gỗ, phát ra rợn người thanh âm. Trong mờ tối, lần lượt lóng lánh lên xanh tím ánh sáng, hiện tượng này kéo dài khoảng chừng 7-8 phút nhiều,
thẳng đến hậu viện tiểu cự nhân sức cùng lực kiệt. Lão cha, ta sắp không chịu được nữa rồi. Tào Nhị Trụ một thân mồ hôi đều bị Lôi Đình Nhân diệt. Tìm tới cái kia đồ án đưa nó từ trong thân thể ngươi tìm ra loại bỏ, không phải ngươi liền phóng thích hình phóng thích đến chết a. A. Tào Nhị Trụ hù dọa, vội vàng mở tìm. Luận khác hắn khả năng không được, luận đối phạt thần hình kiếp cùng đối thân thể khống chế, hắn nói thứ hai, cũng liền lão cha dám xưng đệ nhất. Rất nhanh, tại phóng thích hình triệt thần niệm cọ rửa dưới, hắn tại khí hải chỗ tìm được cái kia hữu hảo nắm tay đồ văn. Quả nhiên như lão cha nói bình thường, nó không có biến mất, chỉ là phát sinh di chuyển dấu lên. Lão cha, ta tìm được. Phóng thích hình, lao ra, không cần hủy nó hội lại dấu. A. Tào Nhị Trụ ghim trung bình tấn, vận đủ kình, đem máu cùng mồ hôi đều từ trong lỗ chân lông cọ rửa đi ra, rốt cục xê dịch cái kia nắm tay đồ văn một điểm. Đây là cái gì đồ vật, hắn kinh đến. Phóng thích hình triệt thần niệm đã đủ mạnh. Cái kia thúc thúc cho đồ vật, lại chỉ có thể bị chuyển rời một chút xíu. Hắn nhìn về phía lão cha, kết quả lão cha chỉ lo nhìn chăm chú hắn thùng rượu lớn, không có nửa điểm muốn giúp đỡ ý tứ. Uống. Cầu người không bằng cầu mình. Tào Nhị Trụ trong mắt chừng một cái, cơ hồ muốn phế mình khí hải, đem cái kia nắm tay đồ văn cùng một thân linh nguyên toàn bộ tản mất. A. Làm chống đến một cái cực điểm lúc, hắn toàn thân dạn nứt. Một đoạn thời khắc, đầu óc một ông, Tào Nhị Trụ trước mắt liền lâm vào hắc ám. Cảm giác là ngắn ngủi thời gian qua đi, hắn thanh tỉnh trở về, lại phát hiện chính mình đã sụi lơ trên mặt đất. Mà lão cha, chính nửa cái khuỷu tay chống đất, một bộ suýt chút nữa thì đứng lên bộ dáng. Hắn trong ánh mắt rõ ràng có kinh ngạc, chính xuất thần nhìn qua mặt đất, trong con mắt phản chiếu lấy một vòng sáng chói ánh sáng. Lão cha, chương 1420, thiếu niên rời núi khí phách phát, hoa nở phú quý gặp thụ gia. Ha 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 ha. Lão cha phát ra cười to. Tào Nhị Trụ rất là gian nan mới có thể nhấc động tay, cái này mới phát giác khí hải bên trong cái kia nắm tay đồ văn, chẳng biết lúc nào, đã đi theo phóng thích hình triệt thần niệm bài xuất bên ngoài cơ thể. Lão cha, ngươi đang cười cái gì? Lão cha cười thật lâu về sau, mới co quắp về tới trên mặt đất đi, ánh mắt vừa nghiêng, xéo xuống đối diện dưới chân, mình nhìn. Tào Nhị Trụ cúi đầu xuống, nhìn với bản thân dưới chân có một vòng cực kỳ đâm đồ văn. Phía trên văn khắc lấy nhìn như phức tạp, kỳ thực có thể nhẹ nhõm bị lý giải đồ văn. Bao quát bạo lực, chấn nhiếp, quyền hành, trừng phạt, phẫn nộ, cuồng hóa, kinh hãi, Tào Nhị Trụ sợ ngây người. Thật xinh đẹp đồ văn, hơn xa cái kia nắm tay đồ án gấp trăm lần. Hắn trái phải nhìn xem, tinh tế dò xét, qua rất lâu mới học đi ra, đây là lão cha cho mình mệnh lệnh bắt buộc, chết nhiệm vụ, hoàn thành, lôi hệ áo nghĩa trận đồ. Lão cha, ta thành công. Tào Nhị Trụ vô ý thức lại gãi đầu một cái, không biết đây là một loại cảm giác gì. Có chút vui vẻ, nhưng không nhiều. Có chút cảm giác thành tựu, nhưng cảm giác vậy đương nhiên. Dù sao mình ngày đêm khổ luyện, luyện lâu như vậy, tư chất như thế ngu dốt, luôn luôn đem lão cha chọc giận gần chết, cuối cùng còn có thể thành công. Tại cái kia thiên tài xuất hiện lớp lớp luyện linh giới, như người khác chịu giao ra bản thân một nửa cố gắng, sớm nên tu thành áo nghĩa trận đồ a. Ân, ngươi thành công, nhưng nhớ kỹ đừng cho người khác trông thấy, thứ này có thể đoạt xá, vẫn là rất đáng tiền. Lão cha không mặn không nhạt lên tiếng. Nhìn hắn biểu lộ, áo nghĩa quả nhiên vậy không có lợi hại như vậy, hơn nữa còn có thể bị đoạt xá. Đây không phải thất phu vô tội, có tài nhưng không gặp thời mà. Tào Nhị Trụ nhớ tới cái gì, cái kia thúc thúc đổ văn. Là, hắn liền là muốn đoạt xá ngươi, bao quát ngươi phạt thần hình kiếp, cùng lôi hệ áo nghĩa. Lão cha tinh thần lẩm bẩm một câu. Tào Nhị Trụ nghe xong trầm mặc, nghiến răng nghiến lợi, thua thiệt hắn còn tưởng rằng vậy thúc thúc là người tốt tới. Nhưng hắn nói ôm qua ta. Ngươi khi còn bé lão tử trên đường cái nhặt trước khi đến, ai đều ôm qua, lại nói, người sẽ không nói láo sao. Lão cha giễu cợt. Nhưng mình khẳng định không phải nhặt được, điểm ấy Tào Nhị Trụ có thể khẳng định. Lão cha đối đãi người xa lạ cùng mình người, thế nhưng là hoàn toàn khác biệt hai loại thái độ. Cái kia thúc, đừng gọi hắn thúc, về sau hắn cùng ngươi lôi kéo làm quen cũng không cần quản, tóm lại đừng lại cùng hắn nói chuyện cùng tiếp xúc, hắn cũng không phải là người tốt lành gì. Lão cha tâm tình tốt giống không sai. Lại có mấy câu không có chửi mình, Tào Nhị Trụ a một tiếng về sau, liền nghe lão cha lại nói, còn có, về sau gặp chơi loại kia đổ văn, vòng quanh điểm đi, đầu óc ngươi không được, chơi bất quá bọn hắn, dễ dàng bị làm chết. A, cho ngươi thả một tháng nghỉ, đi trên núi qua đi, vừa vặn gần nhất không muốn nhìn thấy ngươi. A, Tào Nhị Trụ lại mộng, cái kia tiệm thợ rèn làm cái gì? Khép cửa lại là được. Lão cha nhắm mắt lại, hiển nhiên không muốn nhiều lời. Tào Nhị Trụ cảm giác vừa rồi tiêu hao tinh lực đã khôi phục 7-8 phần, cũng liền đứng dậy cô lấy cái bọc, đi ra ngoài cửa. Không cần làm sao thu thập. Lão cha đuổi người, thường có việc.
Tuy nói lần này có hơi lâu, nhưng một tháng không ai nấu cơm, nghĩ đến lão cha hẳn là cũng đói không chết, dù sao hắn còn có rượu uống. Két, cửa gỗ phải nhốt bên trên lúc, hậu viện như sấm rền lại truyền đến một câu, thời buổi rối loạn, gặp được người xa lạ không cần giao lưu, đặc biệt là loại kia ngươi xem ra cảm thấy giống người tốt, tránh đi là được, nhớ về mang nhiều thịt hươu. A, người xấu kia đâu? Ân. A, không nói, không nói. Tào Nhị Trụ vội vàng khép cửa lại, đi đến đường phố bên ngoài. Bên ngoài mây đen rút đi, còn tại tung bay tuyết, thời tiết lạnh buốt mát, tuyết rơi vào trên người cảm giác cực kỳ dễ chịu, cũng không khô nóng cảm giác đè nén. Rõ ràng đã mùa đông. Lão cha là buồn bực phòng quá lâu, còn tưởng rằng tại qua thu đâu, thật ngốc. Về phần không nói lời nào, làm câm điếc Tào Nhị Trụ nhưng quá lành nghề, dù sao hắn làm hơn 10 năm. Mỗi lần lên núi gặp được người xa lạ cũng làm câm điếc. Lão cha căn dặn, hắn thật lâu trước đó liền ghi tạc trong lòng. Bên ngoài nhiều người, người xấu càng nhiều. Không cần giao lưu, là tránh cho gây chuyện phương pháp tốt nhất, lão cha tại mình khi còn bé liền dạy qua. Hắc, thu thập tâm tình, lên đường gọn gàng. Tào Nhị Trụ ước lượng trong bao chùy búa đao binh, hắn cái gì đều học, chủ yếu là lão cha cái gì đều dạy. Lại một lần nữa lên đường thời điểm, tâm tình của hắn vậy thập phần nhẹ nhõm. Cảm giác cùng trước kia mỗi lần lên núi đi săn, không có bao nhiêu khác biệt. Trương Thẩm, Dương Thúc, Lý Đại Ca, một đường hỏi thăm dậy sớm các bạn hàng xóm, láng giềng đều thập phần thân mật. Nhị Trụ A, lại lên núi. Người cái kia tử quỷ lão cha lại không muốn rồi. Hắc, là Nhị Trụ, lúc này ngươi nhưng phải cho Thúc mang một ít thịt sói, Thúc tốt cái này miệng, giá thị trường cùng ngươi mua, thịt sói lại không tốt ăn. Tào Nhị Trụ lầu bầu, mang một cái rồi, ngươi lần trước ra hổ vậy tốt bán lấy tiền. Thịt, Nhị Trụ, ta phải lượng lớn thịt có bao nhiêu đến bao nhiêu, đúng, người đào thật tốt dùng. Ha ha, dùng tốt là được. Tào Nhị Trụ gật đầu, chào hỏi người càng nhiều, hắn ngược lại rụt về lại, bước nhanh hơn rời đi. Đi ra cửa thôn rơi trên gò đất nhỏ. Quay đầu nhìn lên, Thường Đức Trấn kỳ thật không giống trấn, liền là cái tiểu sơn thôn, cùng khắp núi tuyết lớn so sánh, liền hạt mè cũng không bằng. Đi đi, Tào Nhị Trụ nắm thật chặt trên vai cái bọc. Quay đầu nhìn về phía Thanh Nguyên Sơn, trong mắt nhiều sốt ruột. Thử trước một chút tốc độ. Ân, liền cùng cái kia một mảnh bông tuyết so. Nó lúc rơi xuống đất ta còn không có lên núi, liền sẽ chết. Oanh! Trên mặt tuyết nổ tung một đạo lôi âm. Lên núi tốc độ, đương nhiên so tuyết rơi bên dưới nhanh hơn, đây chính là triệt thần niệm, miễn đi một chết. Tào Nhị Trụ rất nhanh lại ngừng lại, trái phải cầm bốc lên mình cánh tay, trên mặt nhiều lo lắng. Hỏng bét, quên khoác cái quần áo. Tiền Thúc giống như liền là tại trời tuyết lớn lên núi bị đông cứng chết. Thường Đức Trấn phía bắc, dưới núi phố chợ. Chu Nhất Viên mưa gió đi gấp, gắng sức đuổi theo, nhiều rẽ ngoặt đường, cuối cùng vẫn là vây quanh phàm nhân khu vực Thanh Nguyên Sơn phụ cận đến. Bởi vì Lý Phú Quý cùng hắn nói địa phương, liền ở chỗ này trong phường thị. Vạn hạnh là, trên đường đi vãi đậu thành binh hướng nơi khác dò đường, cơ hồ đều bị chặn lại, đơn độc hướng phàm nhân khu vực đi, đạo điện chủ tựa hồ bố trí phòng vệ không nghiêm. Tại hy sinh chừng trăm hạt đậu phộng về sau, hắn thành công quấn qua phòng thủ. Đến, đi vào một gian cửa hàng gia thú trước, Chu Nhất Viên quay đầu nhìn về phía Hương Di, các ngươi đi vào trước dạo chơi, ta đi tìm một người, đi một chút sẽ trở lại, chú ý không nên rời đi này cửa hàng phạm vi. Đông Đông cùng A Diêu còn ở phía sau xa xa treo. Một nhóm bốn người, một nam ba nữ tổ hợp, hiện tại qua phố quả thực quá rêu rao, bọn hắn liền kéo thành một đầu dây dài. Cũng may Thái Hư đi phàm trần. Trăm dặm khó gặp một luyện linh sư, gặp được chỉ cần thêm chút cảnh giới, cơ bản không ra vấn đề. Chu Nhất Viên mang theo Hương Di, đằng sau kéo lấy hai cái vướng víu, coi như thực sự không được, còn có thể tùy thời vứt bỏ, hoàn thành tự cứu. Tốt! Hương Di hướng phía sau đường đi đưa một ánh mắt, đi đầu cất bước nhập cửa hàng. Chu Nhất Viên trực tiếp hướng bên trong phương hướng đi đến, gõ quầy hàng, nhìn về phía trưởng quỹ, ta tới lấy tiền. Cái kia trưởng quỹ lão nhi mặt mũi tràn đầy đều là nếp uốn, chống một thanh quải trượng. Khoác trên người lấy vải thô áo gai, có chút mắt mờ. Hắn động tác chậm chạp, rời bước xích lại gần đi nhìn rõ cái này giàu có đại thiếu về sau, mới lắc đầu bày lên đầu ngón tay, không có a không có a. Lão phu không có nhớ kỹ có ngươi người như vậy, ngươi không có ở chỗ này tồn qua tiền. Chu Nhất Viên nhìn về phía trưởng quỹ quải trượng, thấy được ở giữa chỗ khắc lấy một cái chữ thiên, mới nói, hoa nở phú quý. Trưởng quỹ lão nhi sửng sốt một chút, vỗ ót một cái. Nhớ ra rồi, khách quan tháng trước ở chỗ này gửi bán ba kiện ra hổ. Ai, già mà hồ đồ đi. Khách quan, mau mau theo ta tới. Lão đầu đi lại tập tễnh đẩy ra tường sau cửa. Chu Nhất Viên cũng không biết đi như thế nào, liền đường vòng đều không cần, thân thể xuyên qua quầy hàng, bước nhanh liền đi vào theo. Hương Di thu hồi ánh mắt. Linh nghiệm không có cách nào dùng, nàng cái gì đều nghe không được. Đông Đông đâu?
Tại tường cửa hàng gia thú bên trên chợ, Hương Di nghiêng mắt thấy được A Diêu cất bước nhập cửa hàng. Tại phía sau, nàng nói đến chậm một chút tiến đến, miễn cho bị người khác nhìn thấy. A Diêu nói xong vậy bắt đầu chọn lựa gia thú. Khoan hãy nói, tơ lụa tuyển nhiều, nữ tử chọn gia thú, thật sự là một chuyện hiếm có. Làm cái kia trưởng quỹ lão nhi đóng cửa phòng lại, lưng eo ưỡn một cái, trở tay kéo xuống cả khuôn mặt ra thời điểm, Chu Nhất Viên kinh trụ. Lý Phú Quý, cái kia môi hồng răng trắng, khí sắc tuyệt hảo, tướng mạo thoảng qua cao hắn lão Chu một bậc miễn cưỡng xem như, đi vào bình thường cảnh quen thuộc gương mặt, Chu Nhất Viên, sao hội không biết. Hư không đảo lúc, hắn cùng gia hỏa này liền tổ qua đội, đi qua đoạn đường. Lý Phú Quý còn thường xuyên hiến kế phong tiêu sắt, nghiễm có một đội quân sư phong phạm. Đến tiếp sau gặp thụ gia, gia hỏa này lập tức khúm núm, hoàn toàn không có thái hư ngông nghênh. Chưa từng nghĩ lại là bởi vậy sớm trước mình thông một bước, âm thầm trước vào thụ gia pháp nhãn. Chu Nhất Viên còn nhớ rõ cái này tiểu nhân cáo mượn oai hùm, ỷ vào tại hư không đảo về sau, dẫn đầu có liên lạc thụ gia, liền cho mình ban bố mệnh lệnh. Trên trời đệ nhất lâu đứng thứ hai vị trí, ai cũng không có tư cách tranh, đơn độc Lý Phú Quý có tư cách này, cùng hắn lão Chu giành giật một hồi. Tốt ngươi cái Lý Phú Quý, hóa thành bộ dáng này, còn ẩn giấu linh nguyên, ta suýt nữa đều không nhận ra ngươi đến, thật không hổ là làm tình báo. Chu Nhất Viên vừa nói, bên cạnh còn tại âm thầm kinh hãi. Đây là như thế nào liễm tức thuật? Mình đã đủ cảnh giác. Lý Phú Quý đóng vai thành cái lão nhi, liền hoàn mỹ dung nhập nhân vật, làm cho bản thân kém chút còn tưởng rằng hắn chỉ là cái người dẫn đường, muốn dẫn mình đi gặp thụ gia. Chưa từng nghĩ, trưởng quỹ lão nhi liền là Lý Phú Quý. Ngươi chính là như thế cứu người. Lờ mờ gian phòng bên trong, Lý Phú Quý xé xong ra mặt về sau, trực tiếp hướng trên mặt bàn vỗ ra từng chương lệnh treo giải thưởng, sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Hắn hoàn toàn mất hết hạnh giới bên trong khúm núm bộ dáng, giống như là Chu Nhất Viên cấp trên, chỉ vào cái bàn liền bắt đầu quát mắng, tốt một cái kim môn trộm thuật, trộm đến gọi là một cái quang minh chính đại. Ngươi là thật không sợ chết a, đạo điện chủ thiên cơ thuật cường đại cỡ nào. Ta dặn đi dặn lại, bảo ngươi cẩn thận một chút, cẩn thận một chút. Ngươi lộ nhiều như vậy chân ngựa, là vội vàng đi đầu thai sao? Chu Nhất Viên nha hoắc một tiếng, khóe miệng liền hướng bên cạnh vừa nghiêng, giật ra cái ghế sau khi ngồi xuống, chân mãnh liệt đá ra. Hư một tiếng, hắn tư thế kia, không giống như là muốn hướng trên mặt bàn đặt, ngược lại giống như là muốn cho Lý Phú Quý đến bên trên một cái đá ngang. Ngươi liền nói người cứu hay không ra đi. Lý Phú Quý vội vàng thấp người tránh qua, nghe thấy cái này lười nhác một lời, lửa giận dâng lên, có ngươi như thế cứu người. Chu Nhất Viên ngồi trên ghế vòng tay ôm ngực, con mắt vừa nghiêng, liền cười lạnh nói, ngươi có biết, hiện tại là tại nói chuyện với người nào? Lý Phú Quý ngơ ngác một chút. Chẳng lẽ lại ta nhận lầm người, ngươi không phải Chu Nhất Viên? Chu Nhất Viên mãnh liệt ngẩng lên chân, một roi mặt bàn, trợn mắt tròn xoe, quát lớn, ngươi đang cùng tội nhất điện đệ nhất công thần nói chuyện. Ngươi đang cùng thụ gia thân đồng ý trên trời đệ nhất lâu người đứng thứ hai nói chuyện. Ngươi đang cùng một cái liều chết hoàn thành thụ gia nhiệm vụ, nhưng nhớ kỹ, không phải ngươi Lý Phú Quý, nhiệm vụ một cái lòng son dạ sắt tiền tuyến chiến sĩ nói chuyện. Chu Nhất Viên giọng điệu bình thản xuống, hãy tôn trọng một chút. Lý Phú Quý ngây người về sau, khóe môi đi lên nhếch lên, cấp tốc đè ép xuống, đây là thụ gia ý tứ. Chu Nhất Viên giận tím mặt, vỗ bàn đứng dậy, lại lần nữa quát, ta nhìn đây là ngươi Lý Phú Quý ý tứ. Ta nhìn ngươi Lý Phú Quý là cầm lông gà làm lệnh tiễn lên làm nghiện, muốn sai bỏ ta. Cách thông tin châu coi như xong. Thật cho là gặp mặt, ngươi cũng có thể đối ta vênh mặt hất hàm sai khiến. Lão tử nhìn không thấy ngươi, đánh không đến ngươi, hiện tại mặt ở trước mặt, mặt làm mặt, ngươi dám cho lão tử sắc mặt nhìn. Ngươi tính là cái gì? Chu Nhất Viên chép qua tay dâng trà chén, đầu ngón tay trượt xê dịch. Lý Phú Quý thậm chí chưa kịp đáp lại, cũng cảm giác trên thân đã mất đi cái gì, hắn hai chân mắt lạnh, mãnh liệt kẹp lên. Chu Nhất Viên trên tay chén trà biến mất, thay vào đó, là trên đầu ngón tay treo nhiều một cái màu đỏ đồ lót. Nha, ưa thích tam giác. Ngươi còn năm bổn mạng. Năm bổn mạng chú ý một chút, thận trọng từ lời nói đến việc làm. Gian phòng bên trong nháy mắt tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lý Phú Quý khóe môi co quắp, mí mắt cuồng loạn lấy, vươn tay run rẩy. Tốt, tốt, tốt. Dám trộm ta quần lót, ngươi đã có đường đến chỗ chết. Thụ gia. Hắn phát ra một tiếng kêu rên, tiếp lấy rụi rụi hốc mắt, lã chã trực khóc nói, ngươi nhìn Chu Nhất Viên đang làm gì a? Thụ gia. Chu Nhất Viên vội vàng nấp kỹ quần lót, nhìn bốn phía, dọa kêu to một tiếng. Nhưng cái này phá gian phòng nào có thụ gia cái bóng. Lý Phú Quý nói là nói tới đây như có khả năng, xác suất nhỏ có thể nhìn thấy thụ gia một mặt. Nhưng thụ gia cùng thánh đế một trận chiến qua đi, hiện tại hẳn là còn tại dưỡng thương mới đúng. Bằng không hắn ra mặt cứu người, chỉ cần một cái không gian đại Nazi. Ngươi lừa ta. Chu Nhất Viên làm tức chết.
cái này Lý Nương pháo còn khóc lên, còn thể thống gì? Hôm nay không triệt để trị hắn, thật sự cho rằng trên trời đệ nhất lâu Thụ gia không tại, hắn làm đại vương. Tốt. Lúc này, Lý Phú Quý trong thân thể, truyền ra Thụ gia thanh âm, trận pháp thành âm, mặc kệ mèo đen mèo trắng, có thể bắt lấy chuột liền là tốt mèo. Chu Nhất Viên không yếu, Lý Phú Quý vậy rất tốt, các ngươi đều là ta trên trời đệ nhất lâu Ngọa Long Phượng Sổ, tranh cái gì tranh? A là, Lý Phú Quý dẫn đầu cung kính cúi đầu. Ngươi, Chu Nhất Viên lại trợn tròn mắt, chỉ vào cái này gian trá độc ác lão Lý, nửa ngày nói không ra lời. Thụ gia ở trên thân thể ngươi. Không nói sớm. Thụ gia. Hắn không xác định lại kêu một tiếng. Đem quần lót trước trà trở về. Lý Phú Quý ngạo nghễ ưỡn ngực, thanh âm vừa vặn liền từ trong cơ thể hắn truyền ra, thẻ đến cực chuẩn. Cáo mượn oai hùng. Đây mới thực là cáo mượn oai hùng. Lý Phú Quý, tốt ngươi cái Lý Phú Quý, ngươi thật đáng chết a. Chu Nhất Viên suýt nữa thổ huyết, nhưng chỉ có thể bất đắc dĩ trả quần. Mối thù hôm nay, hắn ghi lại, dám cất giấu Thụ gia không nói âm mình một thanh, con này chỉ hội trộm đạo tình báo chuột. Trước cho đồ vật, Thụ gia không còn đi theo Ngọa Long Phượng Sổ vui đùa ầm ĩ, rất nhanh kéo trở về chính đề, người có thể đưa đến nơi này, đã thành hơn phân nửa, về sau hẳn là không là vấn đề. Đúng. Lý Phú Quý vừa ứng về sau, bắt đầu hướng không gian giới chỉ bên ngoài móc đồ vật. Hắn dẫn đầu lấy ra, là Thụ gia cho Ngọc Phù, thông hành hạnh giới Ngọc Phù. Ai, thật không muốn cho a. Cùng một thời gian. Trên đường phố, người đến người đi. Đông Đông nhìn qua cách đó không xa xấu lợn cửa hàng gia thú, bảng hiệu, do dự một chút, từ chỗ ngực lấy ra một tấm lệnh bài. Ngọc Kinh Thành, cửa thành Nam, ra khỏi thành lệnh. Chương 1421, Long Phượng tranh thủ tình cảm gửi thân đổi, giấu đầu lộ đuôi thiên cơ hưng. Đây là thông hướng hạnh giới Ngọc Phù, lưu một chút linh nguyên, bóp nát tức dùng. Đây là Thụ gia nói bảo mệnh lưu âm châu, hy vọng ngươi không dùng được, lấy được. Cái này trong giới chỉ đâu, thì tất cả đều là truyền tống trận bàn, đều là Thụ gia chế tác, ta chỉ lưu mấy cái, còn lại đều cho ngươi, vẫn là vì bảo đảm cái mạng nhỏ ngươi. Nhóm này tất cả đều là đan dược, công hiệu ta đều đánh dấu tốt, đến từ, ân, ngươi khả năng không có gặp qua, nhưng hạnh giới có một đầu tam phẩm luyện đan mèo, ta nói là nói thật. A, ngươi gặp qua. Còn có cái này, cùng cái này chút, thì là ta cá nhân giúp đỡ. Lý Phú Quý giống như là một cái động không đáy, lấy ra một nhóm lại một nhóm vật tư. Làm trên mặt bàn trồng chất như núi, thậm chí còn có thật nhiều cái. Trong không gian giới chỉ đồ vật không có cách nào phóng xuất ra nhìn lên, Chu Nhất Viên cảm động. Thụ gia, hắn nhìn cũng không nhìn Lý Phú Quý cá nhân giúp đỡ liền cất kỹ. Sau đó nhìn qua Thụ gia cho các bảo bối, hốc mắt đều tại biến thành hồng, nhiệt lệ nóng hổi. Thụ gia đại ân, Chu Nhất Viên suốt đời khó quên. Chu Nhất Viên quỳ gối trên mặt đất. Lý Phú Quý sâu hô hấp một cái, chỉ mình, ta đây. Ngươi, người ta giúp lẫn nhau, không phải hẳn là à, đều vì trên trời đệ nhất lâu người, ngươi như thế tính toán chi ly. Chu Nhất Viên nghi hoặc nhìn lại. Ta, tính toán chi ly. Lý Phú Quý người bị chọc giận choáng váng. Đây chính là muốn đem hắn nội tình đều móc rỗng. Hiện tại hắn từ hoa cỏ các bên trong bị vẽ đi ra. Đã rất khó xin đến bên kia tài nguyên. Vì Chu Nhất Viên có thể tại đạo điện chủ dưới tay mạng sống, hắn nội tình đều lật ra đi ra, ra hỏa này một câu bóc tới. Tốt, chớ quấy rầy. Thụ gia thanh âm kịp thời xuất hiện, bóp chết bên trong hống chi tượng, chớ lấy thiện nhỏ bé không báo, huống chi Lý Phú Quý cho nhiều như vậy. Chu Nhất Viên lập tức cảm kích nước mắt không, ôm quyền bày ra kính, thụ gia một câu, giác ngộ, Chu Nhất Viên. Cảm ơn Lý Phú Quý. Lý Phú Quý, ngươi còn có thể lại qua loa một chút sao? Chu Nhất Viên quay đầu liền nói, thụ gia, đã ngày đều tới, ta hộ tống Hương Di nhiệm vụ, cũng liền có thể tính là kết thúc a. Không. Lý Phú Quý lắc đầu. Phàm là có thể sớm như vậy kết thúc, hắn đều không đến mức phí tài phí sức, chạy tới nơi này gặp người chim này. Ngay tại lúc đó, thụ gia thanh âm xuất hiện, Lý Phú Quý nói không sai, ta bản tôn trọng thương hôn mê, đang tại hạnh giới dưỡng thương. Phân thân ta bị trảm thần quan di chỉ chỗ nạp, tạm thời không cách nào thoát ly. Hiện đang cùng ngươi nói chuyện. Chẳng qua là ta một đạo phân thân linh niệm, đặt vào Lý Phú Quý thân, hút linh nguyên sống tạm. Chu Nhất Viên nghe tiếng giật này cả mình, hoàn toàn ngắt lời nói, thụ gia thân rồng phượng tủy, quý giá thân thể, há có thể giả gửi Lý Phú Quý bực này bẩn thỉu nước bẩn trên thân, tự hạ thân phận, không bằng gửi ở ta thân. Ta Chu Nhất Viên cam đoan, thụ gia có thể tùy ý hút linh nguyên đến no bụng, tẫn nhân chấn kinh. Tốt ngươi cái lão Chu, ta lời nói, trọng điểm là cái này sao? Lý Phú Quý vậy chấn kinh. Tốt ngươi cái Chu Nhất Viên, cái này mông ngựa chi thuật, ta nhìn không ở đây ngươi cái kia kim môn trộm thuật phía dưới, thậm chí vẫn còn có phần hơn. Ta là bẩn thỉu nước bẩn, ngươi không phải cũng giấu đầu bọn chuột nhắt. Thụ gia tại ngươi ta trên thân,
có gì khác biệt? Lý Phú Quý vỗ bàn đứng dậy. Đúng vậy a, ta vẫn là Thái Hư đâu, ngươi cũng là Thái Hư, nhưng Thái Hư cùng Thái Hư ở giữa, ngươi cảm thấy không khác biệt sao? Chu Nhất Viên liếc mắt mà đi 10 cái Lý Phú Quý buộc chung một chỗ, đánh không lại hắn một đầu ngón tay. Ta từ một nơi bí mật gần đó, ngươi ở ngoài sáng. Lý Phú Quý tức giận đến trừng mắt. Ta ở sáng còn tối, tùy thời có thể lấy thoát thân, ngươi mùi thối rõ ràng. Dị bộ nghĩ, lại bắt ngươi, dễ như trở bàn tay. Chu Nhất Viên không cam lòng yếu thế. Ngươi miệng đầy mê sảng. Ngươi ngậm máu phun người. Ngươi mẹ hắn, đại gia ngươi, đủ. Thụ ra một tiếng bạo giống về sau, cả phòng lần nữa yên tĩnh. Rất nhanh, hai cái người tranh nhau chen lấn bắt đầu nhận lầm, thụ ra, ta sai rồi. Không, là ta sai, ta không nên cùng Lý Phú Quý cái này người chim so đo. Không không, là ta đã làm sai trước, Chu Nhất Viên trời sinh thiểu năng trí tuệ, ngũ thể có thiếu, ta nên thông cảm hắn. Không không không, sai ở chỗ ta không nên, đều mẹ hắn cho bản lâu chủ im miệng. Tẫn nhân lại lần nữa bạo giống, cảm xúc đều kém chút hỏng mất. Sao có thể như thế ồn ào? Hai cái này người tách ra thời điểm rất tốt nha, từng cái có dũng có mưu, đều là riêng phần mình lĩnh vực nhân tài kiệt xuất. Làm sao hợp lại cùng nhau, liền thành một đống đại tiện. Ngoại trừ cãi nhau, vẫn là cãi nhau, các ngươi có loại ngược lại là động một cái tay a, làm sao ngoại trừ trao đổi nước bọt bên ngoài, liền chạm thử đối phương cũng không dám. Tốt thụ gia. Là thụ gia. Gian phòng bên trong liền hai cái người, quy củ đứng trang nghiêm lấy. Riêng phần mình đầu khuynh hướng nhìn xem mặt tường, không dám tiếp tục nói nhảm, bắt tay giảng hòa. Thụ gia thanh âm truyền ra, hai cái người ánh mắt vừa về đến, tiếp xúc, giữa không trung tựa như có điện quang tư mở, nhưng bất đắc dĩ chỉ có thể riêng phần mình vươn tay nắm chặt lẫn nhau. Tạch tạch tạch, lại bắt đầu ở đấu sức, xương đều muốn bóp nát. Thật tốt tốt, chơi như vậy đúng không, vậy hôm nay tay này không nắm đoạn, chúng ta không nói chuyện chính sự. Thụ gia thanh âm truyền ra, hai tên gia hỏa mới vội vàng nới lỏng khí lực. Không dám, không dám, không dám liền đều cho ra cười một cái. Tẫn nhân giận, hắc hắc, hì hì, liền cái này, không cần lại nói điểm cái gì. Tẫn nhân cười nhạt, ách, huynh đệ tốt. Chu Nhất Viên gạt ra khuôn mặt tươi cười, đưa ra một cái tay khác, trùng điệp ôm lên Lý Phú Quý bả vai. Lý Phú Quý kêu lên một tiếng đau đớn, cảm giác xương bả vai đều rách ra, vậy gạt ra dáng tươi cười vòng tay về ôm mà đi, cả một đời. Chu Nhất Viên kêu lên một tiếng đau đớn, mí mắt cũng vì đó nhảy một cái này âm hiểm Lý Phú Quý lòng bàn tay vậy mà ẩn dấu châm nhỏ, cẩu tặc, ha ha ha, không đánh nhau thì không quen biết, hắc hắc hắc, không mắng không thành tình, thụ gia, hai ta tình cảm tốt đây, ngô, khục, ừ, là, chúng ta thiên hạ đệ nhất tốt. Tẫn nhân bị làm trầm mặc, thật lâu mở miệng yếu ớt, đã các ngươi tình cảm tốt như vậy, vậy liền ôm, rốt cuộc không cần tách ra, gian phòng bên trong. Hai bộ thân thể chăm chú triền miên, ai cũng không chịu đi đầu giảm bớt lực, chỉ còn lại một cái màu đỏ tam giác đồ lót trên mặt đất lộn xộn. Ta vừa rồi nói đến đâu rồi? Tẫn nhân lực chú ý đều nhanh bị phân tán xong, thật lâu mới nhớ tới chính sự là cái nào, một lần nữa nói, thế cục đã biến. Bây giờ Chu Nhất Viên có hạnh giới thông hành ngọc phù nơi tay, chính là có đường lui, chúng ta tiếp xuống có thể đảo ngược câu cá. Chu Nhất Viên mang theo Hương Di, tiến về Thanh Nguyên Sơn Thường Đức Trấn, tìm một cái tên là Tào Thị tiệm thợ rèn. Địa phương, nơi đó có bát tôn am lưu cho ta một cái tuyệt thế thiên tài, người mang theo chữ bát lệnh đi. Chữ bát lệnh, Chu Nhất Viên cùng Lý Phú Quý thân mật cùng nhau. Ngay tại ta cho ngươi cái thứ hai trong không gian giới chỉ. Lý Phú Quý nghiến răng nghiến lợi, liền gặp bên dưới gia hỏa này vành tay tâm đều có. À, vậy là tốt rồi. Chu Nhất Viên lúc này gật đầu, không cần trước giảm bớt lực liền tốt. Tẫn nhân nhắm mắt làm ngơ, lại nói, tóm lại bên kia tình huống còn không rõ ràng, chúng ta tùy cơ ứng biến. Có lẽ bát tôn am nhân tình có ích, có lẽ vô dụng, nhưng chỉ cần bị gặp ngoài ý muốn, người trước tiên trốn vào hạnh giới. Tốt thụ gia. Chu Nhất Viên cuối cùng có người đáng tin cậy. Vẫn là thụ gia mạnh mẽ a, lần này thế cục sáng suốt rất nhiều, thấy được sinh cơ. Hắn nhớ tới cái gì, hỏi, Hương Di bị hạ cấm võ lệnh, nàng nói chỉ có khôi lôi hắn có thể mở ra, nếu như cuối cùng giải không ra, có thể mang nàng có thể đi vào hạnh giới a. Không thể. Lý Phú Quý quả quyết cự tuyệt. Lý Phú Quý nói đúng. Tẫn nhân đi theo lên tiếng, như gặp bất trắc, vứt bỏ Hương Di, nàng thế nào đều không chết được, nhiều nhất bị vây, chúng ta hành động thất bại, trở lại ban đầu nguyên điểm, chỉ thế thôi. Cái kia nếu như câu lên cá lớn đến, nhưng cá quá nặng đâu. Chu Nhất Viên nghĩ đến cái kia quỷ thần khó lường đạo điện chủ đáng sợ. Con cá này, ai ăn được? Thụ gia nếu là bản tôn tại liền tốt, thập tôn tọa, liền muốn thập tôn tọa đến đánh. Tẫn nhân hiển nhiên vậy đã sớm nghĩ qua đoạn mấu chốt này. Chờ một lúc ta đổi trên người ngươi đi, con cá này có ăn hay không đến dưới,
đều xem Bát Tôn A mặt mũi lớn không lớn. Chu Nhất Viên hai mắt tỏa sáng, tốt. Lý Phú Quý lại mộng, cảm giác mình bị Thụ gia đâm lưng, nước mắt mù mịt ra. Thụ gia, ngươi còn tại tối, có thể có các loại dùng. Chu Nhất Viên đã phủ ở mặt nước, đường chỉ lần này một đầu. Tẫn Nhân không thèm để ý hai người này trong bóng tối phân cao thấp, có thể giải thích một câu tính là không tệ. Lý Phú Quý ríu rít anh còn tại khóc, Thụ gia, dạng này ngươi không an toàn. Xấu nhất bất quá chết một linh nghiệm, tranh thủ thời gian hành động. Lý Phú Quý bất đắc dĩ chỉ có thể đi đầu buông ra Chu Nhất Viên, đem ngân châm rút ra, lại dựa theo trước đó Thụ gia dạy biện pháp, bắt đầu di chuyển linh nghiệm đến Chu Nhất Viên trên người. Hắc hắc hắc, Chu Nhất Viên nhướng mày tại cười. Lý Phú Quý lời nhắc cùng gia hỏa này âu khí, người tốt nhất đừng chết quá sớm, đây là thập tôn tọa chi tranh. Yên tâm. Chu Nhất Viên mồm miệng không rõ, ta mạng so Lý cứng rắn. Hương Di. Đông Đông đi vào cửa hàng gia thú, trái phải nhìn quanh xuống, không thấy được người, cái kia họ Lý, đi đâu rồi? Gặp người. Hương Di, ngươi nói nơi này thật có khả năng gặp được Thụ gia a, hắn cùng Thánh Đế một trận chiến, không chết cũng phải trọng thương a. Đông Đông vậy nâng lên gia thú. Giống như từ tiểu thụ người kiểu này, không phải người ta có thể lý giải. Hương Di lắc đầu, giọng điệu thổn thức. Hô, Đông Đông mắt biến sắc đến bàng hoàng. Ngươi thở dài làm gì? Hương Di nhìn sang. Hương Di làm sao không có chút nào lo lắng đâu. Đông Đông nghe tiếng, thần sắc nhiều sầu lo. Nói, Đông Đông đang nghĩ, cái kia họ Lý coi là thật không tin được chúng ta. Nếu như hôm nay qua đi, hắn còn không có cho Đông Đông độc đan giải dược, sợ là rốt cuộc đợi không được giải dược. Dừng lại, Đông Đông giọng điệu vô cùng sầu đắng, mà Đông Đông mà chết, Hương Di bên người không có người nào có thể tận tụy bảo hộ, cái kia họ Lý xem ra liền không giống người tốt. Hương Di giật mình qua đi, khóe môi trồi lên ý cười, ngươi muốn Di giúp ngươi muốn tới giải dược. Đông Đông nhếch lên môi, cuối cùng quả quyết gật đầu, không có linh nguyên, nửa bước khó đi, Đông Đông liền, cạch cạch cạch, thân phía sau truyền đến nhẹ nhàng tiếng bước chân. Sắc mặt vô cùng bẩn A-diêu, ôm một khối nhỏ màu trắng răng thú. Bước đi như bay chạy tới, vui vẻ nói, Hương Di, nơi này có bạc tượng ngọc răng trắng, A-diêu có thể dùng nó đến chế tác trục, tướng, nàng tiếng nói âm thanh càng ngày càng nhỏ, nghiễm nhiên là nhìn mặt, mà nói chuyện thấy được Đông Đông tỷ cùng Hương Di thần sắc có chút không đúng, lập tức rụt cổ một cái, sao, thế nào, không có việc gì, Hương Di cười vuốt vuốt nàng đầu, ưa thích liền mua, ta không mang tiền, A-diêu thần sắc quẫn bách, chôn xuống đầu, không sao, Lý Huynh có. Vừa dứt lời, trưởng quỹ lão nhi cùng Lý Huynh liền từ cửa sau chỗ đi ra, cái sau ha ha cười to, mua. Cái này một khối nhỏ ngả voi mới đáng giá mấy đồng tiền. Toàn bộ cửa hàng cho ngươi cuộn xuống đến đều, âm thanh chắc chắn. Chu Nhất Viên lúc đầu nhếch miệng cười, dáng tươi cười đột nhiên cứng ngắc lại. Hắn thu về tất cả biểu lộ, mặt mày vừa nhắm, trong mắt sát mang lóe lên. Tốt, rất tốt. Trong tiệm mấy người, bao quát Hương Di, A Diêu, trưởng quỹ lão nhi Lý Phú Quý đều mộng. Lý Huynh đây là ý gì? Đông Đông bị cái kia giết người ánh mắt dọa lui nửa bước. Ta có ý tứ gì? Chu Nhất Viên ngửa đầu cười to, lão tử liều sống liều chết, mang theo ba người các ngươi trốn đông trốn tây, bốn phía chạy trốn, ngươi bây giờ hỏi ta có ý tứ gì? Tay hắn hướng nắm vào trong hư không một cái, trước một cái chớp mắt còn tại tường tủ bên cạnh Đông Đông, một giây sau cổ đã rơi xuống Chu Nhất Viên trên tay. Lão tử ngược lại muốn hỏi một chút ngươi, cái này trên thân thiên cơ thuật khí tức là cái có ý tứ gì? Chu Nhất Viên đơn giản bị dọa tè ra quần. Hắn không thể tin được, mình cái này cùng nhau đi tới, cũng có thể tại nội gian giám thị phía dưới. Độc đan cho ăn, linh nguyên cấm, nô giản làm, hắn nên phòng bị đều phòng bị, Đông Đông một đường vậy không có bất kỳ cái gì dị thường xuất hiện. Dù là như thế, Chu Nhất Viên đều không buông lỏng trong cảnh giác, ba người này toàn bộ hành trình tại hắn không biết ngày đêm chăm chú phòng thủ bên trong, liền thông tin đều không thể trở ra. Nhưng liền cùng Lý Phú Quý cái này nháo tâm một đoạn thời gian ngắn qua đi. Đông Đông thành gian tế. Nếu không phải Thụ gia ký thác trên người mình, một chút nhìn ra không đúng truyền niệm nhắc nhở, là không phải mình còn muốn bị che tại trống bên trong. Nhưng không đúng, Thụ gia trước đây tại Lý Phú Quý trong thân thể. Cái thằng kia cố nhiên suy nhược, không đến mức nuôi đến Thụ gia vậy linh nghiệm nhận hạn chế, nhìn không ra Đông Đông cổ quái a. Cho nên, điểm ấy thiên cơ thuật khí tức là vừa vặn dính vào, thừa dịp mình đi gặp Thụ gia khe hở, nàng sử dụng thiên cơ thuật, liên hệ thiên cơ thuật sĩ. Là đạo khung thương a. Nhưng nàng không có linh nguyên, lại là thế nào sử dụng thiên cơ thuật? Chu Nhất Viên thành chu 10 vạn câu hỏi vì sao một viên. Đông. Bạc tượng ngọc răng trắng rơi xuống đất. Nhìn qua Đông Đông bỗng chốc bị Lý Huynh bắt tiến trong tay, A Diêu toàn bộ người dường như thất thần, tự lẩm bẩm lấy kinh ngạc lắc đầu. Không có khả năng, không có khả năng. Hương Di vẫn còn tính bình tĩnh, phảng phất trời sập, đều cùng nàng không hề quan hệ.
Ngươi, tại, nói cái gì? Đông Đông cảm giác muốn hít thở không thông, tay chân không ngừng đạp đạp, gian nan lên tiếng. Ta muốn biết, ngươi không có linh nguyên, như thế nào sử dụng thiên cơ thuật? Chu Nhất Viên chỉ muốn cảm khái thụ gia quá mạnh, liền người này sử dụng qua thiên cơ thuật, đều có thể sau đó nhìn ra. Đầu ngón tay hắn cao tốc biến đổi. Ban đầu là một cục đá đến tiếp sau cắt thành nội y, vớ giày, đầu tóc, cây châm, nội tạng, xương cốt, cái gì cũng có. Cuối cùng, hết thảy dừng lại tại một viên lệnh bài bên trên. Khi nó xuất hiện lúc, toàn bộ cửa hàng lâm vào tĩnh mịch. Ra khỏi thành lệnh, A Diêu che miệng, phát ra một tiếng kêu lên. Đây chẳng phải là Đông Đông tỷ phá cục mấu chốt, mang theo nàng cùng nhau xông ra sinh thiên chìa khóa A. Không, ta không phải, Đông Đông vậy rung động, lườm cái kia ra khỏi thành lệnh về sau, liều mạng xoay quay đầu lại, nhìn hướng phía sau Hương Di, dãy giụa càng kịch liệt, Hương Di. Không phải ta không phải. Chu Nhất Viên chọc giận gần chết, hung dữ vậy trừng mắt về phía Hương Di, ta liền nói từng cái toàn mẹ hắn trước hết giết, liền sẽ không xảy ra chuyện. Hắn mãnh liệt đem ra khỏi thành lệnh nghiền nát. Lại lật tay lấy ra cái viên kia nhỏ Đông Đông chi huyết nô giản ngọc phù, ở người phía sau hoảng sợ ánh mắt nhìn soi mói, không chút do dự bóp nát. Oanh! Chương 1422, không mời mà tới họa xu thế người, hơn 20 năm chờ tân sinh. Phát sinh cái gì? Mặt phía bắc bỗng nhiên nổ tung một tiếng vang thật lớn, núi giao đất động, ánh sao giạt rào. Này thiên địa dị tượng, tại nửa phàm nửa linh thường đức chấn bên cạnh xuất hiện, gây đến lòng người bàng hoàng. Động đất! Vẫn là nói, Thanh Nguyên Sơn lũ súc sinh tập kết đến một khối, thú tai lại muốn tới. Đã hơn 10 năm không có thú tai đi, không tốt, nhị trụ vừa mới lên núi không lâu, nên sẽ không, không không, lão thiên gia phù hộ, nhị trụ đứa nhỏ này thuần pháp đôn hậu, nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Ai, phải đi tiệm thợ rèn báo tin cha của hắn một tiếng nha. Nói đúng, nhưng người nào đi? Lần này, vừa rồi lo lắng tào nhị trụ quê nhà láng giềng, từng cái ánh mắt bắt đầu né tránh. Nhị trụ đứa nhỏ này là đáng yêu, nhưng nhị trụ hắn cái kia tử quỷ lão cha, ai, khỏi phải đề. Dù sao ta không đi, lão Dương ngươi, ta có việc, ngăn miệng còn không chỉnh lý tốt đâu. Ngươi có việc, vậy có việc, ta phải giết heo, bây giờ mà đã lầm chút canh giờ. Điều thú tai còn mổ heo, tranh thủ thời gian cầm chắc chăn nệm chờ đợi chạy trốn a. Sẽ không, lão thiên gia hội phù hộ chúng ta thú tai không khó, liền cùng 13 năm trước đây một dạng. Ai, trên đường phố di tán lấy hoảng loạn. Cái kia cánh cửa gấp che đậy trong lò rèn, lại là không có truyền ra cái gì một tiếng dị hưởng. Con ma men, bình thường. Trong hậu viện, Khôi Lôi Hán kỳ thực thái độ khác thường, không có chút nào nửa điểm ngày bình thường lôi thôi chi tượng, càng không còn sụi lơ xuống đất. Hắn hất lên áo khoác dài, mặt như diều đục, đường cong cứng rắn, mặt mũi tràn đầy râu quai nón bên trên còn dính lấy chút mực nước, thần sắc thất thần, không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Trước người hắn bố trí có một cái bàn lớn, tán loạn trên bàn lấy một vài bức tranh vẽ. Vẽ lên hoặc là vòng tròn, hoặc là khối lập phương, hoặc là đường cong, răng khắp nơi, vô cùng phức tạp. Trong đó, còn giải lấy mấy cái thế gia vọng tộc, hoặc đạo, hoặc nhiêu, hoặc bắc, hoặc bát, chữ viết buông thả, bút tẩu long xà. Nếu là tào nhị trụ ở đây, nhất định phải giật này cả mình. Hắn trong ấn tượng lão cha, đó là 10 ngón không dính mùa xuân nước, chớ nói chi là làm mực sách chữ. Nhưng Khôi Lôi hắn chữ tự thành một phái, nghiễm có đại gia phong phạm, nhìn ra được bản lĩnh vô cùng vững chắc. Như thế một mặt, tào nhị trụ hơn 20 năm gần đây, chưa từng gặp một lần. Ai? Trong hậu viện, hồi lâu truyền ra thở dài một tiếng. Khôi Lôi hắn lại một lần nữa liếm lấy ngọn bút về sau, chung quy là không cách nào tiếp tục rơi chữ, đem giấy bút gác lại về sau, quay người liền nằm lại trên mặt đất đi. Áo khoác dài quét qua, đem trên bàn giấy trắng xoát xoát quét rác. Một mảng lớn chỉnh lý suy nghĩ, vuốt thuận loạn cục tranh vẽ, khối lập phương bên trong, lướt đi duy nhất một kiện phong mang tận xúc. Mạnh mẽ hữu lực mặc bảo, núi cao chim hót xa, thu cũng tuyết trắng như tuyết, ta giống như trong rừng hươu, họa không mời, cái kia chữ mời cuối cùng một bút, phá đến giấy trắng bên ngoài, thậm chí xé toang biên giới một góc, có lẽ là bị kinh hãi, đầu bút lông có lỗi, có lẽ là xúc thế khó giấu, vỡ đề mà ra, tóm lại không sao văn. Khôi Lôi hắn nằm lại đến sân nhỏ lúc, áo khoác dài lật tới đắp một cái, liền nhắm mắt lại, long, hậu viện kinh lôi trầm đục. Bàn nổ tung, giấy trắng vỡ vụn, như tuyết bay tán loạn. Lại có tử điện cực nhanh qua không, kết quả là bồng bềnh nát tuyết, chữ hủy dấu vết vong. Xùy, màu máu vẩy ra, con nai ngã xuống đất. Thanh Nguyên Sơn bên trên, tào nhị trụ đem trường kiếm từ hươu giữa cổ rút ra, kiếm tiếp theo một đạo màu xanh bóng kiếm lập tức biến mất. Hắn dẫn đầu đem lão cha nhiệm vụ cho hoàn thành. Cái này về sau tự nhiên là chia cắt ra hươu, sừng hươu, thịt hươu các loại hết thảy bảo bối, sau đó cất kỹ. Không gian giới chỉ bực này trên đời hiếm thấy vật, tào nhị trụ có một cái,
là lão cha đưa, cho nên không cần phải lo lắng thịt hươu hư các loại vấn đề. Không thích hợp à, rất quen xử lý tốt trước người hươu thì về sau, Tào Nhị Trụ gãi ra đầu, càng nghĩ càng không thích hợp. Vừa mới lên núi, nhà phương hướng, liền xuất hiện tiếng nổ mạnh. Cái loại cảm giác này, lại đi ra. Từ nhỏ đến lớn, mỗi khi gặp tiệm thợ rèn đến một chút đặc thù khách nhân, ví dụ như vị kia áo trắng thúc thúc sau, lão cha liền sẽ gọi mình lên núi đi săn, lại thời gian so bình thường muốn lâu, cất bước đều là nửa tháng, một tháng. Mà ngày bình thường, mình lên núi nhiều nhất không thể vượt qua 3 ngày, bởi vì lão cha muốn ăn món ăn nóng cơm nóng, mình thì muốn về nhà nấu cho hắn ăn. Rời nhà lâu chút, lão cha đều muốn hỏi đi phương nào, làm chuyện gì, tiếp xúc người nào, nhưng loại này lâu, liền sẽ không. Lão cha một mực không hỏi, tùy tiện mình sóng, giống như chạy vậy không quan hệ. Loại này cổ quái, nương theo Tào Nhị Trụ hơn 20 năm, nhưng giống như cũng không thể tính làm cổ quái. Bởi vì mỗi lần về nhà lúc, đều không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Thường Đức Trấn vẫn là cái kia Thường Đức Trấn. Tiệm thợ rèn vẫn là cái kia tiệm thợ rèn. Lão cha vẫn như cũ dáng vẻ đó, nửa chết nửa sống. Nhưng nếu nói quái lạ thì là ở nơi này. Làm sao ta mỗi lần vừa ra tới, trong nhà liền có dị biến. Tào Nhị Trụ mờ mịt. Lúc này là nổ mạnh tiếng vang. Lần trước là Thường Đức Trấn ban ngày đột ngột biến thành ban đêm, cái kia ánh trăng đến nay hồi tưởng lại còn giống đang nằm mơ. Lại đến lần là trên trời rơi xuống dị tượng, không gian vỡ tan, giống như có quái vật muốn từ không trung leo ra. Còn có khi còn bé ký ức khắc sâu nhất cái kia mấy lần. Một lần là bầu trời tung bay đầy vô số thanh tiểu kiếm, hướng phía nào đó một cái phương hướng cùng nhau cúi đầu, khiến người muôn phần rung động. Một lần là toàn bộ Thường Đức Trấn đều bị ngọn lửa màu trắng cái bọc, giống như là muốn đem quê nhà láng giềng đoàn người nhóm cho đốt sống chết tươi. Liền cái kia một lần Tào Nhị Trụ dọa đến sớm về nhà, kết quả không thấy gì cả lại bị lão cha mắng cái máu chó đầy đầu. Từ đó, hắn không dám tự tiện sớm về nhà. Cảm giác mọi người đều có bí mật giấu giếm ta, lão cha cũng là. Tào Nhị Trụ lẩm bẩm một câu, rất nhanh liền quên đi những chuyện này, bởi vì hắn vậy có bí mật giấu giếm lão cha. Tại 6 tuổi lúc, hắn có một lần lên núi, gặp một cái so với chính mình còn nhỏ em gái. Cái kia em gái dùng một ngụm gãy mất kiếm đá, liền có thể đem hắn chảm bại. Đáng tiếc lão cha không để cho mình lấy phạt thần hình kiếp gặp người, không phải có thể một trận chiến. Tại về sau mấy lần lên núi bên trong, Tào Nhị Trụ đều đi khiêu chiến cái này em gái, kết quả là phạt thần hình kiếp không ra, hắn lần lượt bị thua. Lão cha nói luyện linh giới khắp nơi có thể thấy được giống hắn, như thế bên trong cao thủ, Tào Nhị Trụ từ đó tin tưởng không nghi ngờ. Hắn rất hiếu kỳ cái kia em gái sư thừa người nào, lại cũng biết một chút triệt thần niệm phương pháp vận dụng, còn có thể đặt vào kiếm thuật bên trong. Rốt cục có một lần, hắn vụng trộm dùng phạt thần hình kiếp ẩn tàng dấu vết hoạt động, đi theo cái kia em gái đi đến một cái thác nước. Lúc này, cuối cùng là để Tào Nhị Trụ đuổi kịp chân tướng. Hắn gặp được một vị đắc đạo tiên nhân, cùng lão cha hoàn toàn khác biệt. Cái này tiên nhân hoàn mỹ thỏa mãn Tào Nhị Trụ đối với cường đại chính diện tưởng tượng, hắn có thể vận một thanh mây kiếm, được thiên đoạn thác nước, liệt không nhiếp thần. Vậy hội cái kia đặc thủ triệt thần niệm, còn chỉ điểm em gái tu hành, rõ ràng là sư phụ nàng. Không hề nghi ngờ, tiểu Tào Nhị Trụ hành tung bại lộ, nhưng không có đưa tới họa sát thân. Cái kia lão tiên nhân rất là hữu hảo. Tiểu Tào Nhị Trụ vậy khát vọng trở thành một tên tiên khí bồng bềnh kiếm tu, mà không phải chỉ hội vung đại chùy thợ rèn. Hắn mang tính lựa chọn quên lãng lão cha căn dặn, cảm thấy người tốt liền là người tốt, người xấu liền là người xấu, thoạt nhìn như là người tốt, kỳ thật không nhất định toàn bộ đều là người xấu. Cuối cùng, lão tiên nhân vẫn là không thu hắn. Nhưng nói có thể đi theo luyện, nhưng đường khác biệt, cuối cùng vẫn là đến trở lại hắn đường đi đi. Bát Nguyệt em gái, đuổi tới Thanh Nguyên Sơn thác nước thời điểm, lão gia tử bọn hắn đều tại. Tào Nhị Trụ nhưng vui vẻ. Có đôi khi hắn lên núi tới đây, là tìm không thấy lão gia tử bọn hắn. Bởi vì bọn hắn thường xuyên sẽ đi vân du tứ phương, Tào Nhị Trụ đã từng xách qua một câu mang lên mình, hắn đương nhiên lại mang tính lựa chọn quên lãng lão cha. Nhưng lão gia tử bọn hắn tựa, như là đã nhìn ra mình còn có lão cha cần chăm sóc, không có một lần chịu dẫn hắn. Tào Nhị Trụ, một đạo khàn khàn khô khốc thanh âm truyền đến. Bát Nguyệt em gái dựa bàn không biết đang viết cái gì, phía sau nàng Hùng Bạch Quân mở miệng. Hùng Bạch Quân là một đầu gấu trắng, tên là Bát Nguyệt lấy, nó hình thể còn cao hơn Tào Nhị Trụ. Còn Tráng, ngày bình thường thay Bát Nguyệt cầm kiếm, là nàng bằng hữu. Đương nhiên, Hùng Bạch Quân vậy hội kiếm thuật. Tại lão gia tử bên người, bất kể có phải hay không là người, giống như đều hội kiếm thuật. 6 tuổi năm đó, làm đầu này gấu trắng miệng nói tiếng người thời điểm, Tào Nhị Trụ làm mê muội. Kết quả, hắn suýt nữa bị một kiếm chém bay đầu lâu, về sau cũng không dám lại ngấp nghé Hùng Bạch Quân tay gấu. Tào Nhị Trụ, người đã đến. Bàn nhỏ trước áo trắng thiếu nữ Bát Nguyệt buông xuống giấy bút. Ngẩng đầu lên, uyển chuyển vừa cười,
Nàng có một trương trắng nõn không tì vết mặt trứng ngỗng, ánh mắt trong suốt linh hoạt kỳ ảo, hiện nay đã trổ mã thành một cái yểu điệu đại cô nương. Tào Nhị Trụ nhìn xem nàng, đều sẽ nghĩ tới mình nhiều năm không thấy em gái. Hắn luôn cảm thấy Bát Nguyệt hẳn là một cái trên trời mới có tiên nữ, đương nhiên hắn cũng biết, đây hết thảy đều là ảo giác. Hưu, làm Bát Nguyệt em gái mỉm cười lúc gặp lại, phía sau nàng thác nước đột nhiên phá vỡ gai vang. Từng đạo thủy kiếm bay vụt mà đến, ẩn chứa màu trắng bạc triệt thần niệm, điểm phá hư không, liền muốn xuyên thủng đầu của hắn. Oanh, Tào Nhị Trụ đưa tay chặn lại, phạt thần hình kiếp kịp thời mở ra, mới ngăn lại cái này tên là kiếm niệm triệt thần niệm công kích. Nhưng cái kia kiếm thuật bên trong ẩn chứa hắn lĩnh hội hồi lâu đều chưa từng tinh thông điểm đạo, đem hắn đẩy lui nửa bước. Ngươi đừng chọc ta. Ta hiện tại đã đột phá, là không muốn cùng ngươi động thủ, bằng không ngươi đánh bất quá. Tào Nhị Trụ thở phì phì, vừa gặp bạn tốt tốt tâm tình, lập tức bị phá hư hết. Khanh khách, áo trắng thiếu nữ che miệng mà cười, tiếng cười như chuông gió thanh thúy. Nàng án lấy cái bàn đứng dậy, trong mắt vẻ giảo hoạt lóe lên mà qua. Tiểu Bạch, đánh hắn. Tay áo nhỏ vung lên, hùng bạch quân tiếng giống đã lên. Bay bổng vọt lên lúc, rút ra nó che chở tử sắc cự kiếm, một kiếm đánh xuống. Sau lưng nó không trung hóa ra vạn thanh hư không kiếm nhỏ. Nó tử sắc cự kiếm phía dưới, hóa ra màu xanh bóng kiếm. Nó mang theo thế mà đến, thác nước dòng chảy xiết rơi xuống lúc, bay thủy chi kiếm liền đi theo diễn hóa thành màu xanh, hóa thành kiếm giới thẳng lướt mà ra. Tào Nhị Trụ buông xuống trên lưng cái bọc. Hắn không phải tại nói đùa, trước kia hắn đánh cái này hùng bạch quân, vẫn cần ra ba phân lực phạt thần hình kiếp. Hiện tại, phá. Tào Nhị Trụ dưới chân mở ra, lôi hệ áo nghĩa trận đồ vừa mở. Hắn giữa trời vừa quát, thiên khung đánh rách tả tơi, lôi âm cuồn cuộn, hóa thành màu tím điện hải đột nhiên nổ tung. Oanh! Hùng bạch quân bay ngược mà ra, toàn thân tóc trắng lập tức cháy đen vô cùng, ngã trên mặt đất bắt đầu run rẩy. Ngươi, Bát Nguyệt gương mặt xinh đẹp ngơ ngác nhìn qua Tào Nhị Trụ dưới chân áo nghĩa trận đồ. Dưới thác nước, ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần, bay lưu lạc mà bách điểm, sương mù oanh mà chưa che để ông lão mặc áo trắng, chợt vậy mở ra hai con ngươi. Lôi hệ áo nghĩa, ngươi tu thành. Lão giả từ dưới thác nước đứng lên, áo trắng, lông mày trắng, râu trắng, tiên phong đạo cốt. Ra ra, Nhị Trụ khi dễ Tiểu Bạch. Bát Nguyệt như chim tước bình thường nhẹ nhàng bay đi, một thanh nắm lên lão gia tử cánh tay bắt đầu diêu a diêu, còn bôi lên cũng không tồn tại nước mắt. Ô ô ô, Tiểu Bạch bị hắn đánh chết. Hắn vừa tu thành áo nghĩa, liền đến muốn ăn tay gấu, hắn nhớ thương cái này một ngụm 20 năm. Chúng ta liền không nên chuyên tới một chuyến nói cho hắn biết, hắn liền là kẻ vô ơn bạc nghĩa. Ngươi, Tào Nhị Trụ tức giận đến phát run, chỉ vào cái thằng kia. Cảm giác đây không phải tiên nữ là cái ma nữ, ngươi nói bậy. Ông lão mặc áo trắng tự nhiên biết rõ chân tướng nắm giữ tại phúc hậu người trên tay, hất ra tiểu ma nữ về sau, từ dưới thác nước nhảy lên bay ra. Lão gia tử, Tào Nhị Trụ vội vàng cúi đầu, đi cái cổ kiếm lễ. Lôi hệ áo nghĩa, ngươi cha hẳn là sẽ không để ngươi bày ra bên ngoài người nhìn. Lão giả ngắm nghĩa áo nghĩa trận đồ, vuốt râu mà cười. Tào Nhị Trụ ngu ngơ vò đầu, các ngươi không là người ngoài. Thiếu nữ Bát Nguyệt vậy đi tới, ôm bộ ngực, nhíu lại mày liễu, dẫm lên áo nghĩa trận đồ hiếu kỳ đánh giá, vừa nhìn vừa nói thầm, màu tím áo nghĩa trận đồ so thứ hai cảnh giới đẹp mắt nhiều. Tính ngươi Nhị Trụ còn có chút lương tâm, không uổng công lão gia tử dạy ngươi nhiều năm như vậy kiếm, chịu mở cho ta nhìn trận đồ. Liền là thiên phú quá kém, linh kiếm một đạo ký thác ở trên thân thể ngươi, là nửa điểm không thể nào thấy được hy vọng. Già già ngươi nói đúng không? Vẫn là phải đi tìm Từ tiểu thụ. Tào Nhị Trụ hổ thẹn, ta lão cha cũng nói ta thiên phú quá kém. Bát Nguyệt một cái giống như là bị ế trụ. Nàng nâng lên con ngươi đến chừng cái này ngốc lớn một chút, không nói gì, chỉ trợn trắng mắt quay đầu, đang đang chạy chậm đi thăm dò nhìn Tiểu Bạch thương thế. Thu lại a, về sau chớ có gặp người mở áo nghĩa trận đồ, cái này sẽ vì ngươi mang đến họa sát thân. Ông lão mặc áo trắng xem xong nói. A, Tào Nhị Trụ vội vàng nấp kỹ trận đồ, sau đó hỏi một chút. Bát Nguyệt em gái mới vừa nói, các ngài muốn tới báo cho ta cái gì? Chúng ta muốn rời đi. Ông lão mặc áo trắng cười mỉm. A, Tào Nhị Trụ mắt trợn tròn, lôi hệ áo nghĩa, như bị sét đánh. Cách đó không xa, Hùng Bạch Quân đã tại dùng xong đan dược sau đứng lên. Mặc dù sơn đen mà đen xem ra bị đánh đến rất bẩn, nhưng bị phạt thần hình kiếp đánh nhiều năm như vậy, nó cũng coi như da dày thịt béo. Lại Tào Nhị Trụ một kích kia rõ ràng lưu thủ, không có phát động triệt thần niệm chỉ là một đạo lôi âm. Mặc dù là áo nghĩa chi lôi, Bát Nguyệt ngồi tại cao lớn hơn người Hùng Bạch Quân trên bờ vai, lá sen dưới làn váy, bạch ngọc bắp chân tới lui, nàng lệch ra cái đầu cười ha hả nói, ta cùng lão gia tử, cùng Tiểu Bạch, đều muốn đi rồi. Về sau vậy sẽ không lại tới nơi này, cho nên tới cùng ngươi tạm biệt,
hy vọng ngươi không cần khóc ưu tư lưu nước mũi ea hô hào nghĩ tới chúng ta. Nàng che miệng cười. Sau đó vỗ vỗ dưới mông còn tại ngây ngốc lấy Hùng Bạch Quân. Đại Bạch Hùng vậy đưa ra tay gấu, hô hố bắt đầu che miệng cười. Tào Nhị Trụ là một điểm đều cười không nổi, vội vã không nhịn nổi nhìn về phía lão gia tử, đây không phải thật. Đây là thật. Lão gia tử gật đầu lời nói, lần này đi từ biệt, trải qua nhiều năm không về, chỉ có thể hữu duyên gặp lại. Thế nhưng là, Tào Nhị Trụ gấp đến độ xoay quanh, rõ ràng là suy nghĩ đều loạn, không biết nên nói điểm cái gì. Hắn thậm chí không biết được Bát Nguyệt phải chăng Bát Nguyệt em gái tên thật, lão gia tử họ gì tên gì, nhà bọn hắn ở nơi nào. Cái này từ biệt, chỉ dựa vào duyên phận, sợ là cả một đời đều không thể lại gặp nhau. Bởi vì lão cha không cho phép hắn đặt chân luyện linh giới. Bọn ta là bằng hữu. Tào Nhị Trụ nhìn về phía lão gia tử, nhìn về phía Bát Nguyệt, nhìn về phía Hùng Bạch Quân. Đúng nha, cho nên ta gọi lão gia tử nói, đến tới cùng ngươi tạm biệt. A, ta liền biết ngươi muốn khóc, ngươi cũng đừng khóc, ta sợ nhất người khóc. Bát Nguyệt chỉ vào ngốc lớn, ý đồ dùng ánh mắt ngăn cản rơi lệ. Tào Nhị Trụ thật muốn gấp khóc, bằng hữu sao có thể dạng này đột nhiên muốn cáo biệt rời xa đâu, đây không phải bằng hữu, truy sát lớn đều không rời đi qua mình. Ta đi với các ngươi. Hắn linh cơ khẽ động, phản nghịch kỳ mặc dù trễ nhưng đến. Không thể. Lão gia tử dung thân sau này đi đến, lão hủ chỉ là rảnh rỗi lang thang, mang không đi ngươi, càng không chịu nổi mang đi ngươi hậu quả. Vậy ta làm như thế nào đi tìm các ngươi? Tào Nhị Trụ nhìn xem hai người một gấu dần dần rời xa, bước chân như rót chỉ, nhấc không động, cùng không được. Không cần tìm kiếm. Lão gia tử cự tuyệt hắn. Lão cha ở phía sau trói buộc hắn. Chưa từng có cái nào một khắc, Tào Nhị Trụ nghĩ như vậy muốn đặt chân luyện linh giới. Hắn muốn khoái ý ân cừu, mong muốn lưu lạc giang hồ, mong muốn bằng hữu. Hắn không muốn cả một đời đều tại cái kia trong lò rèn, cùng một đống đồng nát sắt vụn sinh hoạt. Hắn muốn tự do. Ta muốn rời khỏi Thanh Nguyên Sơn. Hắn đối lão gia tử cùng Bát Nguyệt bóng lưng giống to, cũng giống là tại đối lão cha giống to. Hắn dừng một chút, vẫn là chờ không qua lại ứng, chỉ có thể lại tuyệt vọng hô to. Lão gia tử, ta muốn làm sao mới có thể rời đi Thanh Nguyên Sơn? Chờ. Xa xa viễn không, truyền đến Bát Nguyệt chuông gió tiếng cười. Chờ cái gì? Chờ ai? Người nói xong nha. Tào Nhị Trụ gấp đến độ bạo khiêu, lại chỉ có thể nhìn lấy một lão một gấu, đạp kiếm đi xa. Hưu. Phá vỡ lướt đến một đạo màu trắng bạc kiếm niệm. Tào Nhị Trụ mãnh liệt hơi vung tay, oanh một tiếng, hư không cùng kiếm niệm đều bị phạt thần hình kiếp đánh thành bột mịn. Toàn bộ thác nước bị tung tóe bắn đi ra tử điện nổ nát vụn, loạn thạch bay tứ tung, lôi quang lấp lóe. Phương xa, lại đồng thời đã mất đi lão gia tử cùng Bát Nguyệt tung tích. Tào Nhị Trụ nản lòng thoái chí, chỉ muốn quay người về nhà, lại nghĩ tới một tháng kỳ hạn còn chưa tới, thậm chí vừa mới bắt đầu. Oa, hắn ôm lớn chừng cái đấu đầu liền khóc lên. Đột nhiên nhìn thấy Bát Nguyệt em gái vừa rồi dựa bàn viết chữ bàn nhỏ. Hắn bận bịu chạy tới, nhìn thấy trên bàn để đó một bản kiếm phổ, một tờ giấy. Tào Nhị Trụ dẫn đầu cầm lấy kiếm phổ, sau đó lại nghẹn ngào bạo khóc. Đó là cầu mong gì khác lão gia tử hồi lâu. Lão gia tử nói hắn ngộ tính không đủ, ngộ không ra thứ hai cảnh giới liền đánh chết đều không dạy, hành thiên thất kiếm. Bát Nguyệt em gái viết tay lưu lại một bản, chữ viết tài cán, nàng thật sự là một người tốt. Đúng, tờ giấy. Có lẽ nàng cho ta lưu lại đáp án. Tào Nhị Trụ giấu bảo bối ẩn nấp cho kỹ kiếm phổ, lại nhìn về phía cái kia trương Bát Nguyệt em gái lưu lại tờ giấy, đang dùng cái chặn giấy đè ép. Hắn rút ra xem xét, phía trên chỉ có ba cái tuyển tú chữ, rõ ràng là một cái tên người.